nó tà le hết hai ba bao á, cô Lan không có biết đó. Bây giờ nó còn rất là ngày chơi bữa em thấy sao mà nó ít dữ thần. Còn Nhung đẹp ha, nó chất lượng chỉ này nọ chắc chắn, quần mà nhìn không có bị cũ. Em lại cứ sợ là quần Nhung là người Bắc mà mai nó hay hiểu không, lạnh lạnh á. Ngoan chứ ở miền Nam người ta lại không thích quần Nhung. Nó đẹp. Đúng rồi. Nhưng mà cái chất liệu vải nó không phù hợp với Sài Gòn. Đúng rồi. Hello mọi người. Hôm nay có quần nhung với quần tây lưng cao. Hôm nay hàng đẹp lắm, hôm nay hàng khui ra lưng cao mà. Rồi cho em ghim cái bình luận đi mấy chị. Cho em ghim cái bình luận là đồng giá 49.000 một quần ha. Có mấy con cao đẹp lắm á mấy chị. Đồng giá là 49.000 một quần. Tại quần mới khui, hàng đầu kiện nên là nó hơi mắc nha mấy chế nha. Em chào chị Đỗ Nguyên. Em chào tất cả mọi người được chưa ạ? Bây giờ nhiều người quá em biết chào ai hết. Quần nhung mọi người, đợt trước mọi người nhận quần nhung đẹp đúng không? Đẹp từ form cho tới kiểu dáng. Đợt này em có quần nhung của nam nữa. Em có quần nhung của nam nữa. Em có quần nhung của nữ nữa. Nè. Mọi người thấy không? Đầu kiện là em có một con hàng Âu rồi nè mọi người. Đầu kiện là em có một con hàng Âu rồi nè. Trời con này form baggy luôn. Trời. Ôi con này form baggy luôn đó mấy chị. Form baggy luôn đó. Thì hôm nay quần nhung đẹp lắm. Khui là khui quần nhung rất là đẹp. Đó. Toàn bộ là form lưng cao baggy không á. Mấy con này lưng cao không nè mọi người. Lưng nó nằm tuốt ở trên lẫn cái màu đen này lưng cao nè, đẹp ghê không? Đó là về quần nhung. Còn quần tây của em khui là lưng cao, lưng hai nút, lưng nhiều nút không à. Mọi người nhìn nè. Quần tây là đa số là cũng là toàn bộ là hàng của Nhật Bản hết. Bà Thanh Hằng bà chuyển tiền mình nhận được chưa? Rồi, hôm qua chị Hằng đó, chữ Hằng chuyển tiền Hằng đó. Quần nhờ quần tây là lưng cao hết luôn. Đó. Mấy cái quần tây này lưng cao nè, đa số là hàng của Uniqlo. Hàng của Uni, hàng của hàng của Uni, hàng của Gu không à mọi người. Đây. Hôm nay hàng rất là đẹp. Hôm nay hàng cực kỳ đẹp luôn. Cái quần cái con nâu này mọi người thấy xinh không? Con nâu này cái dáng đẹp lắm nè mấy chế. Đó, con nâu này dáng cực đã luôn. Hôm nay là 49.000 một quần nha. Em sẽ đo lưng cho mọi người. Nên là em sẽ không bao đổi chật rộng nha mọi người nha. Rồi em lên chưa? Mấy chị ơi, quần quẹo lừa. Hôm nay quần đẹp lắm. Ai mà không có lựa được quần tiếc lắm đó mấy chị. Và đặc biệt quần nhung hôm nay là có quần nhung của nam nữa. Quần nhung thì em nghĩ là mà ở Sài Gòn nó hơi nóng. Nhưng mà mọi người cái form nó đẹp lắm. Cái form nó đẹp mà cái chất lượng của nó đã lắm. Đợt trước em bán hơn 200 con á. Ai nhận cũng khen hết trơn nên đợt này em khui thêm. Đợt này em khui thêm cho mấy chị quần nè. Hôm nay mấy chế vô lựa đi cho nó vừa form cho nó đẹp. Thì hôm nay em không có like nhanh đâu, em like chậm chậm từ từ. Đó, đo eo đo mông cho mấy bà. Thường là cái những cái quần mà hiệu thì nó có cái số đo eo với mông. Nó có số đo sẵn luôn, em đọc số đo đó cho nó chính xác nha. Hôm nay đồ đẹp. Mọi người lựa quần theo cái kiểu là chậm chậm từ từ đi ha. Chứ đụng mấy cái ngày sale thì mọi người lựa nó gấp rút quá. Nó chụp giật quá đúng không? Hôm qua sale hả, mới tính ra bán hôm qua bán có 400 con chứ mấy. Mà tính ra mọi người phải giành giật nhau rồi cả mấy tiếng hồ đợi hoài cũng không được cái gì hết. Thì hôm nay em like nhẹ nhàng lắm nha. Hôm nay em không có like nhanh, em like một cách từ từ chậm rãi để mọi người cảm nhận cái sản phẩm nó như thế nào trước đã ha. Rồi ok chưa, hôm nay là nó dễ thở hơn tí ha, được chưa. Rồi qua với một cái tốc độ vừa phải. Quần tây 49.000 hàng của Nhật Bản mấy chị. Rồi em lên con đầu tiên eo 76 nè. Lên con đầu tiên nha mọi người nha. À con này có thương hiệu. Đó, con này hàng của Stella luôn, size số 4. 95% là polyester, mọi người thấy ghê chưa.
còn 4% là chất liệu gì đó tiếng Anh em đọc không có ra. Con này 95% là hàng poly, vải cực kỳ đẹp luôn. Được chưa, em đo lại nè. Con này eo 74-76, mây lâu xét, còn áo vin không. Em nhận áo của chị em ưng lắm à, áo vin không có hàng đâu cưng à. Rồi eo 74-76 con nâu này đẹp nè. Chị Julie Lê vô sớm lấy đi con nâu, giống như nâu em bận luôn á. Chế ơi, lưng cao hết, hôm nay toàn bộ lưng cao hết á. Lấy cho em mã M7 47-49 ngàn một quần, toàn bộ lưng cao hết ha. Rồi rồi, hàng hiệu không à mọi người, khui kiện ra hàng hiệu không à. Con này lưng đẹp ghê không, con này lưng cao lắm mà hơi rộng, lưng cao mà hơi rộng ha. M7 của chế Julie Lê nè. Con này eo 86 cho đến 88, xin lỗi mấy chị, 44 là 88. Con này 86 cho đến 88 dành cho mấy chế size 60-65kg với mấy chế siêu phẩm luôn. 60-65kg eo 86 cho đến 88, lấy cho em mã 08 nha. Lấy cho em mã 08. Rồi em lên nè. Ừ, hôm nay quần size to quá hả. Rồi em lên con này nè. Con này là hàng 2 nút nha mấy chị. Con này hàng 2 nút giùm em nha, mà size to luôn mất tiêu rồi ta ơi. Hai mấy cái quần size to này để riêng nha, có khách vô. Rồi con này eo 80 mọi người, eo 80 cho đến 82 nha. Eo 80-82 new tác mạc. Eo 80-82 new tác mạc. Mọi người ơi, ai eo gì nói em để em biếm lên cho mọi người. Đầu về em phân eo cho. Rồi con này lấy cho em mã bơi 41 nha. Eo 80-82 nè, tập trung em nói nha. Bơi 41, 80-82 còn đó. Rồi cho mọi người lên một cái quần nhung cho mọi người ha. Đa số là quần nhung là baggy không à. Quần nhung là hàng mới khui, lưng cao baggy không luôn á. Mọi người lưng siêu cao luôn á mọi người. Lưng siêu cao luôn á. Lưng siêu cao luôn á. B41 của cô Xuyên Đặng. Eo 65 DV. Dạ bây giờ em chưa kiếm, em lên liên tục kiếm eo 65 cho bà nha. Rồi con này eo 82 đến 84 nè. Eo hơi to nha mọi người nha. Con này eo 82-84 á mấy chị. Lấy con này cho em Vi mã số 11 đi. Eo 82-84 mã số 11. Con nó mua cho nam được luôn á mấy chị. Mấy chị coi quần mà form ông xã mấy chị đó. Eo 65 để coi nè. Đây nè chế. Eo 65 phải không? Hờ, đồ đẹp lắm mấy chị. 11 của cô Xuyên Đặng. Rồi đây nè mấy chị nè. Hôm nay quần em khui á, mà có 49.000 á, là mọi người biết là nó rẻ cỡ nào rồi đó mọi người. Rồi à, em lên xe kéo quần tây quần gì ha. Cái này eo 74 nhưng mà lưng vừa thôi. Lưng vừa chứ không phải là cao, không phải là ngắn luôn, lưng vừa. Eo 74 á, xin lỗi mấy chị, eo 74 lưng vừa. Lấy cho em mã 260. Lấy cho em Vi mã 260 nha. Eo 74 lưng vừa mã 260. Ôi con này đẹp ghê chưa. Con này eo nhỏ là chế. Wow. Con này đẹp ghê chưa chị. À, con này siêu phẩm nè. Quần tây người ta bán là toàn là gì không á. Con này mọi người về giặt sơ mà em nha. Nó hơi dính miếng phấn trắng á. Rồi con này chưa coi giãn là 64. Nó coi giãn ra tới 70 nha chế. Đây nó có cái thùng phía sau ha. Eo 64 cho đến 70. Form này đẹp nè. Form baggy lưng cao nè. Lấy cho em mã 503 49.000 một quần nha mấy chị nha. Lấy cho em Vi mã 503 49k một quần ha. Cái này bị lỗi nè. Lấy cho em mã 503 49.000 một quần ha. Em lên lưng cao không mà mấy chị. 503 của chế Hầu Hạ. Mọi người nhìn nè. Đẹp không? Mấy cái form này mặc đơn giản ha mấy chế. Con này eo nhỏ nè. Chế nào eo nhỏ lấy nè. Em chào chị Hầu Hạ, lâu quá không gặp chế. Rồi con này eo 66 nè chị. Eo 66 ha. Lấy con này cho em Vi mã số 1111 đi. Eo 66 mã 111. Form nó đẹp quá trời luôn đó. Eo 66 mã 111 giùm em nè. Rồi con này giống như kiểu quần hoa hay quần thun mãi nhà nha mấy chị. Con này nè mấy chị nè. Con này là eo của nó tầm 80-82. Em tính mấy chị 20.000 thôi, lấy cho em mã quần 20k ha. Con đó chất liệu vải thun chứ không phải là quần tây ha. Mãi nhà chơi cho vui thôi. Lấy cho em mã quần 20k con đó. Lên quần nam jean ha. Dạ em không có quần nam jean chế ơi. Có quần nhung mà chị ơi. Có quần nhung của nam à. Trời ơi con này đẹp dữ vậy trời. Ôi con này hàng có thương hiệu nha mấy chị. Nó ghi Made in Japan size số 8 nè. Để em đo coi size số 8 nó là cái gì nha.
Quần 20k của cô Xuyên Đặng. Ok, cái đó cô Xuyên Đặng mặc vừa ha. Dạ. Thôi con này eo 76, tuyệt vời. Chị Julie lấy liền. Con này đẹp quá vậy ta. Ui con này đã quá. À nó có cái cho hai nút lận. Con này xịn lắm. Mọi người nhìn nè, eo 76 nè mọi người, xịn chưa? Con này hàng hiệu, lấy con này cho MV mã số 326, eo 76 rất là đẹp. Em có quần nam em lên mọi người tham khảo thử nè. Em có quần nam rất là đẹp. Quần nam nhung, hàng này hàng của Nhật Bản. Mọi người, em chào chị Tâm Như Trần. Mọi người mua cái giá này là rất là rẻ luôn á mấy chị. 326 của cô Xuyên Đặng, cái quần đó đẹp quá. Cái quần đó đẹp quá luôn. Rồi con này nha. Con này là quần của nam nè, chắc luôn á. Đó. Đó. Con này quần của nam. Mấy chị đo giùm em cái lưng của nam nha. Nói chung là mấy chị đo cho đàng hoàng xong mấy chị vô mấy chị chốt. Chứ mà em mà đo rồi thì em không có đổi nha mấy chế, thông cảm giùm em nha. Rồi em đo chính xác là 80 đến 82 á mấy chị. Là cái này nè. Đó 80 đến 82 nha. Cái này quần nữ mặc cũng được á. Nhưng mà tại vì nó cao quá mấy chị, eo 80-82 nhưng mà cái lưng nó cao lắm. Cái lưng nó nè, đó, cái lưng nó hơn hai gang tay em luôn á. Cái đũng quần á, lấy con này cho em vi mã số 942 đi. Lấy cho em mã 942 mọi người nhìn quần hiệu nè. Quần hiệu nè mọi người, cái này chuẩn hiệu luôn. Mọi người nhìn nha, quần hiệu như vậy mà giá có 49.000 rẻ quá đúng không? Con này quần nam đi nha, quần nam đó dài lắm đó mấy chị. Để em coi cái hàm mặt á. Trời đất ơi, cái quần này tiền không á tao ơi. Đó, size 31, eo 78, mông 96, đó. Hàng đo sẵn luôn rồi nè mấy chị. Size 31 nha, eo 78, mông 96, hàng hiệu mới 100%. Con này được cái nó dài nữa chứ, chắc cỡ cô Xuyên Đặng mà. Đó, lấy cái này cho MV mã số 513, siêu phẩm mã 513 giùm em ha. Ừ, bỏ qua bên đi. Rồi quần nam nữa nha mấy chế nha. Quần nam. Con này lưng bự nè. Quần nam nha. Đó mấy con này là quần nam nè, bự nè. 513 của cô Xuyên Đặng. Cái quần đó đẹp lắm. Trời ơi cô mà Xuyên Đặng con giờ mở nhật. Cái quần đó là hết hồn. Chuẩn xịn luôn á. Con đó xịn đét luôn á. Con này quần nam nè mấy chị. Lưng 88 cho đến 90 nha. Quần nam lưng 88 cho đến 90 nha mấy chế nha. Lưng 88-90 mông bự lắm mọi người. Cái này quần nam bao dừa. Lưng 98, lưng 88 cho đến 90 luôn. Lấy cho em vi mã 282. Quần nam để ghiền em luôn nha. Hai chọn quần nam nói em nha mấy chế. Còn không thì em lên nữ ha. Rồi con này nữ nè. Ôi. Con này form baggy nữ nè mấy chị. Form baggy nữ ha. Form rộng. Ai nãy ai hỏi em quần nam đâu nhỉ? Rồi con này lưng 80 đến 82 mọi người. Con này form baggy, ống thoải mái đó, lưng 80 cho đến 82 nha. Lấy con này cho em vi mã số 53 đi. Bận quần jean size 29 là eo bao nhiêu hả? Eo tầm 78, 76 đi ha. Eo tầm 76 đi. Trời ơi, eo bà bao nhiêu bà không biết nữa sao bà hỏi tôi ta. Rồi lên quần tay xịn đi, tay quần tay hiệu. Quần tay hiệu nè mấy chị. Thích không? Mấy con này đẹp quá trời nè. Quá trời đẹp luôn. Đó. Con này nha mấy chế, con này chính tất nha. Con này chính tất mấy chị đo ngang rúng giùm em vi. Eo 76 đo ngang rúng giùm em ha. Lưng vừa không cao lắm. Lấy con này cho em vi mã số 195, đo ngang rúng giùm em mã 195 nêu tác mạc. Nêu tác mạc mã 195 giùm em luôn nha mấy chị. Nêu tác mạc mã 195 con đó bà. Rồi lên. Em chào tất cả mọi người ha. Con này là lưng nè mấy chị, đẹp quá nè. Con này dây rút nha, con này siêu phẩm luôn rồi đó mấy chị. Em đứng có gần quá không? Có gần quá không mấy chế? 195 của chế Tâm Như. Con này eo 80 rút ra cho tới 86. Dây rút nên mọi người rút dây từ 80 cho đến 86 giùm em nha. Con này là về 60-65kg mặc thoải mái luôn, dáng thể thao. 60-65kg mặc thoải mái luôn, dáng thể thao. Lấy cho em mã 958 đi. Dáng thể thao lấy cho em vi mã 958 đi. Còn quần vải rũ eo 74 để cho chị nha. Ok chị, để em để camera xa một tí ha, cho mọi người dễ thấy ha. Rồi xa rồi đó. Rồi 958 của chị Sơ Âm, sơ cua 958 cho chị Julie Lê.
Quần tay nam size to eo bao nhiêu chị? Quần tay nam eo bao nhiêu chị Thanh Quỳnh ơi, nói em là chị sơ âm cho em xin số điện thoại và địa chỉ. Hôm nay quần đẹp lắm đó chị. Cái này mấy chị khách mới em bóc địa chỉ liền cho em nha, khi em không nhận được em không chốt đâu nha mấy chị. Đúng rồi. Giùm em nha. Mấy chị rút kinh nghiệm, mấy chị mua hàng mấy chị inbox cho nhân viên của em, nếu mấy chị không inbox là không có bán đâu mấy chế. Không inbox mà sau like mà không có inbox, không có địa chỉ là không có bán đâu, nó không có chốt đơn luôn á. Không có chốt đơn cho mấy chị đâu, tự động sơ cua luôn. Nên là mấy chị thông cảm giùm em, bên em bán hàng nó hơi khó tánh ha mấy chị, thông cảm em, bên em bán hàng hơi khó. Rồi con này eo 74 coi giãn cho tới 76 nè. Eo 74 cho đến 76 nữ. Lấy con này cho em vi mã M12. Lấy cho em mã M12, con này đẹp quá. Lưng cao nha mấy chị, M12, eo 74, 76, lưng cao. À, nam eo 106 dạ có nhưng mà phải đợi. Tại vì em không có lựa ra trước, thông cảm giùm em ha. Cái này bọc. Nam 106 phải đợi giùm em ha mấy chị. Kaki nam dạ em không có, em có quần nhung của nam thôi chứ. Trời ơi, con này đẹp ghê không? Con này quần legging nè. Dạ M12 là quần tay chị. Chị gì đó không có cho thông tin sơ cua luôn đi hai. Con này eo 72 coi giãn cho tới 76. Eo 72 76 nha mấy chế nha, form baggy lưng cao quần tay. Lấy cho em vi mã 477. Form baggy lưng cao quần tay mã 477 giùm em ha. Vi bán hàng thần tốc, đặt hôm nay mai là có hàng. Dạ, em phải bán hàng làm sao cho người ta không đỡ được á chị. Con này nó hơi bạc chỗ này là chút, nhân viên làm chết mẹ nó hơi cũ chỗ này một tí thôi ha, nhớ không có gì hết ha. Em bán hàng mà người ta chưa kịp suy nghĩ lại, người ta nằm ngủ một đêm ngày mai người ta có hàng, như vậy thì nó mới hay. 47 của chị Hầu Hạ ha. Rồi con này đi, eo 76 đến 78, con này quá đẹp luôn á mấy chị, hàng của Boyzone đó. Nó hơi bạc màu chỗ này chút, em bớt tiền ha, em tính mọi người 30.000 cái quần này thôi, nhưng mà hàng của Boyzone đó mấy chị. Đó, eo 78, hàng của Boyzone quần nhung nha, eo 78. Lấy cho em mã quần 30k, cái quần này 30k nha ha. Hàng hiệu của Boyzone mặc da đó mấy chị. Nó không có được mới lắm. Đây là đồ si nha mấy chế ha. Trời ơi con này mê không nè mấy chị nè. Lưng trên rốn. Này con này lưng cao mọi người. Con này lưng cao nè mọi người. Lưng trên rốn chị có 1m, có 64cm thôi, lưng gì nhỏ dữ thần. Có liền hết. Con này eo 74 76 nè, lưng cao eo 74 76. Lấy cho em vi mã 47. Lưng cao eo 74 76 lấy cho em mã 47 giùm em. Lưng cao hết đó mọi người, con này eo nhỏ nè. Con này giống như quần legging vậy đó mấy chị ha. Đó, con này hàng toàn bộ là hàng của Nhật Bản hết nha mấy chế nha. Con này là ghi size M nè. Con này là eo nè mấy chị nè. Trời ơi má ơi, cái con này đẹp lắm đó mấy chị. Con này là form baggy quần ôm đó, dưới 50kg mặc đẹp ha. Lấy con này cho em vi mã số 280 đi. Dạ muốn kiếm quần baggy eo 76 78. À dạ em có đầy đủ chị, đợi em ha. Rồi con này nó bị hư nốt một chút xíu lưng cao. Nó bị hư nốt một chút xíu lưng cao giùm em nè, ok bỏ luôn. Rồi đây mấy chị. Rồi con này eo 74 lưng cao nè mọi người. Eo 74 lưng cao giùm em nha. Lấy con này cho em vi mã số 89 đi. 47 nó bị lỗi rồi chị Nu Châu ơi, mình chốt con khác giùm em nha chế. Bên em vừa bán vừa kiểm lỗi ha. Em sẽ lên liên tục, con này lưng rất là cao và rất là đẹp. Con này lưng cao nha mấy chị nha, vải rũ nè. Con này nó có hơi dài đó mấy chị, con này nó sẽ có hơi dài. Nhưng mà mọi người cứ vô tư giùm em, mọi người cứ vô tư giùm em nha. Eo 72 cho đến 74 lưng cao. Mọi người có thể lên like giùm em luôn nha mấy chị. Quần nó rẻ quá nên mọi người bỏ 10.000 đến 20.000 lên like giùm em nha. Lấy cho em mã số 42, eo 72 đến 74 con này nè. Mã số 42 giùm em ha. Mã số 42, eo 72, 74. Rồi đem mấy chế, mê không mấy chế, đẹp không? Rồi em lên quần nhung nha mấy chị, quần nhung thì size nó to nhiều. 42 của chế Tâm Như. Rồi, con này quần nhung nha, eo 80 á, eo 80 lưng cao. Nói chung là form nó baggy nữa đó. Quần nhung eo 80 lưng cao. Mấy chế mà eo 78 á, 76 mọi người mặc giùm em danh lịch con này đi đẹp lắm đó. Có 49.000 một cái rẻ quá trời. Lấy cái quần nhung Nhật Bản cho em mã 931 đi. Lấy cái quần nhung Nhật Bản cho em vi mã 931. Rồi cái này quần của nam nha mấy chị. Cái này là quần lưng nam giùm em ha, hàng hiệu nè. Con này quần của nam mọi người. Em đo cái lưng nha.
con này 88-90 á, con này lưng 88-90 quần nam, lấy cho em Vi mã B33 quần nam nha mấy chị, 88-90 mã B33 giùm em. Cái này quần nữ nè mấy chị, cái này quần nữ giùm em ha, nó dính một chút màu xanh nha mấy chế, con này nó không có được mới lắm đâu ha. Nè con này nó bị dính ở dưới màu xanh chút xíu nè, mọi người thấy không? Có báo lỗi rồi nha mọi người, con này em tính mọi người 20.000 thôi nha. Quần nhung rồi, con này eo 76-78, eo 76-78 lấy cho em mã quần 20k, con đó quần 20k báo lỗi rồi nha hai. Rồi lên quần nam tiếp nè mọi người, kiếm cái nam nãy giờ nam mà lưng nhỏ không hề, cái này lưng có 8 mấy rồi nè, lưng 106 chắc hơi sợ không có quá ta, tiếc ghê. Rồi cái này eo 85 nè, cái này quần nam eo 85 rất là đẹp luôn, lấy con này cho em Vi mã số 485, quần của nam eo 85 mã 485 giùm em nha. Sao lưu mã cho nó tự biết chép ai xong cho mình vừa hai đơn ừ chắc qua ai GZH giao hàng tiết kiệm đó. Quần 20k của chị Bình Yên 47 bị lỗi rồi nên là chị không chốt luôn. Châu ơi, ủa bộ mạng lắc lắm hả? Mẹ ơi, ba mấy người nó văng ra còn 20 người nữa kìa. Ok, hôm nay bán lai rai thôi nha. Em cũng suy nghĩ rồi, không có đặt vấn đề về doanh thu nhiều quá, nó mệt mỏi. Em bán được gì em bán. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong thời gian khó khăn này là được. Rồi con này eo 72, eo 72 nha mấy chị, quần nhung đen của nữ eo 72. Lấy con này cho em Vi mã 526 nè, về đi hai cho nó nhẹ nhàng. Mấy chị khách mới chốt hai quần giùm em nha. Em qua hết một lượt cái xong rồi em nghỉ. Thật ra mà nói là hôm nay em rất là đắn đo cái vấn đề chơi với con của em hay là bán hàng. Em suy tính là mình sẽ bày lều dựng trại cho con, hồ bơi cho con chơi. Nhưng mà em thôi, em bán được ngày nào em bán nên là em tính là hôm nay em lên cỡ 2 tiếng thôi. Đó, xong rồi 11:30 em xuống. Em ăn cơm rồi chị em bày trò cho nó chơi. Rồi con này 526 nha. Con này eo 68-70 nên mọi người hôm nay em cũng like nhẹ nhàng ha, bán được bao nhiêu thì bán. Rồi con này nha, eo 68-70, lưng cao mọi người. Con này đẹp không? Con này ghê không? Quá đã luôn. Eo 68-70 lấy cho em Vi mã M44. Rồi hôm nay mọi người muốn cái gì em chiều được chưa? Bây giờ em nhớ được là chị Thành Đồng là bác ghi lưng 76-78 đúng không? Em có ha, M44 của chị Tâm Như. Thấy nó chơi một mình không à. Rồi con này eo 80-84 size to của nữ ha, quần tây của nữ eo 80-84. Lấy con này cho em Vi mã số 048. Dạ em đi rồi chị. Bên em đi hàng trong ngày, bên em đi hàng trong ngày không có giữ qua ngày nha chị. Cái đó là phong cách làm việc của bên em nha. Có nghĩa là chỉ cần chị ok một cái, một là 5 giờ chiều shipper nó đứng ngoài cà phê ở cái quán cái shop của em á, xong nó vô nó lấy liền, đi liền trong đêm, xe tải trong đêm. Nên là hàng mà trong live ngày hôm nay sẽ không còn ở nhà cho đến ngày mai. Nếu mà mấy chị muốn giữ hàng trừ khi nào mấy chị có dặn trước hoặc là chuyển tiền trước cho shop của em mới được giữ hàng nha. Rồi em lên con này size L, đo eo sẵn nè, eo 70-77. Con này lưng cao nha mọi người. Dạ 49.000 một quần, khách mới chốt hai quần giùm em. Đây nha. Rồi đây. Con này nha, eo 70-77 ha. Con này là nó ghi size L ha, bác ghi lưng cao lưng thun nè. Con này lưng cao nè chơi, form nè, form nó không có dài lắm đâu. Lấy cho em mã 207. Mọi người chốt giùm em hai quần và không giữ đơn giùm em ha, tại vì em đang ở Sài Gòn là ổ dịch. Ở chỗ của em nó đang là ổ dịch và không biết là em bán được tới ngày nào. Nên là em tuyên bố trong live ngày hôm nay là tất cả các đơn bắt buộc phải đi hết. Ai mà giữ đơn hoặc ai mà không thích đi thì vui lòng nhắn tin cho nhân viên của em là Vi ơi hủy đơn toàn bộ cho chị, vì chị không có, chị sợ tốn tiền ship. Nói thẳng như vậy thì em Vi hủy đơn. Còn nếu mà không nói gì hết là đơn sẽ tự động đi lúc 5 giờ chiều nha các chị. Eo 60 coi giãn cho tới eo con này từ từ. Nhớ giùm em, từ ngày hôm nay em Vi không giữ đơn nữa cho đến khi nào mà nó dịch nó qua đi nha mấy chế. Con này eo 70 coi giãn cho tới 76. Eo 70 76. Lấy con này cho em Vi mã 179.
Mọi người nhớ giùm em, một khi mà mọi người chấm bút, mọi người chọn cái like là bắt buộc chiều 5 giờ phải đi. Không đi mọi người nhắn với em Vi là hủy để em biết em tính. Chứ em đang ở trong trung tâm dịch nha mấy chị. Em đang ở trong vùng ổ dịch. Em đang ở ổ dịch nha mấy chị ha. 179 của chị Mai Ngọc. Đây mong mọi người thông cảm. Em nói trước để đỡ mọi người đỡ mất thời gian mọi người lựa like của em. Đây, lên. Con này eo 70 co giãn cho tới 76, bác ghi nè chế. Eo 70 76. Lấy con này cho em Vi mã số 322, con này bác ghi ha. Eo 70 76 mã 322. Legging nè. Legging lưng siêu cao luôn á. Ôi legging này mới quá mọi người, em lựa được cái quần đẹp cho mọi người nè. Legging này lưng cao một gang rưỡi tay nè. Mọi người tưởng tượng legging lưng cao mặt xuống lắm. Đó, để em gài cái nút lại em đo cái eo cho. Legging là mặc ôm như quần tập vậy đó mọi người nha. Nhớ ha, nhắc lại chút xíu đi. 207 là của chị Hương Lê đó ạ. Rồi con này eo 70 đến 72. Thích quá hay. Nè, mới tin nè. Eo 70 đến 72 mới tin nha mấy chị. Lưng nó siêu cao luôn. Rồi mọi người lấy con này được nè, đẹp nè. Lấy cho em mở 475. Hôm nay em like nhẹ nhàng để em lựa quần đẹp cho ai cũng mượt mặt đẹp hết. Không, không đẹp thì nói với em không đẹp, không sao hết. Quần của Nhật mà, đôi khi hàng nó ok lắm mọi người. Rồi, con này bình thường ha, con này lưng nó cao nè. Có ý con này nó bị mất cái gài kìa. Cái đen legging nó đẹp quá trời đó. Rồi thêm một con nữa, con này trời ơi, con này ôm nhỏ xíu luôn á ta ơi. Con này giống quần cho em bé quá mấy chị. Quần cho bé gái nha, bé gái cỡ 20kg cho đến 25kg quần bé gái. Con này quá đẹp luôn á, con này giống như quần tất bé gái và lưng nó cao lắm. Mới lắm luôn. Rồi ai thích quần tất của bé gái 20-25kg thì lấy cho em mã 508. Mã 508 giùm em. Rồi thêm một em quần lưng cao nè, eo nhỏ nữa nè mọi người. Con này lưng cao ha, eo nhỏ, eo khá nhỏ. Con này eo 66 mọi người, eo 66 quay đầu, lưng cao. Lấy con này cho em Vi mã 255. Lấy cho em Vi mã 255, bây giờ mạng quốc tế nó đang có vấn đề á, nó bị dính đạn từ hôm qua tới giờ luôn á. Mạng quốc tế nó đang bị mất lưu lượng dữ dằn. Tin nội bộ nó đang bị mất lưu lượng một cách kinh khủng luôn á. Thiệt mà. Đây con này em cà cho mọi người ha. Nó bị xù lông chút xíu chỗ đó. Giống như nó bị quát vậy đó, nhưng mà em cà được mọi người yên tâm. 255 của chị Sơ Âm, sơ cua cho chị Nhiên Võ. Chị Sơ Âm có inbox điện thoại địa chỉ rồi đó, hai kiểm tra luôn. Eo 80 cho đến 84. Con này á, em chỉnh lỗi cho mọi người được nha. Eo 80 84 lưng cao này, lấy cho em mã 542. Con này em chỉnh lỗi cho trước khi em giao. Nè ha. Eo 80 84. 255 em chốt hết rồi mọi người. Rồi con này lưng vừa ha, trên rúng một chút. Vẫn con này vẫn trên rúng nhưng mà trên một tí thôi chứ không có trên nhiều. Đây mọi người. Nó chưa tới gang rưỡi, nó hơn một gang tay thôi, trên rúng. Con này form 7 tấc nè, đẹp không? Form 7 tấc. Con này eo 78 80 á, trên rúng một tí. Lấy con này cho em Vi mã số 80, mã số 68 đi. Cái con này là quần giống như form quần legging có độ co giãn nha mấy chị. Lấy cho em mã 68, eo 78 cho đến 80. Hôm nay quần đa số quần eo to nhiều ha. Em thấy lưng cũng cao lắm á mấy chị. Em có nhìn qua rồi. Con này trên một gang tay nè. Đó, con này size nhỏ. Con này size nhỏ trên một gang tay nè mọi người. Con này form 7 tấc luôn giùm em. 68 của chị Nguyễn Bằng. Chị Ngố Phúc sau rồi chế. Em chào mấy chế, hôm nay vô lựa quần người mặc hai cái ha. Rồi eo 70 đến 72 con này, lấy cho em Vi mã số 42. Eo 70 cho đến 72 mã số 42. Thích chưa? Quần nhung nha, quần nhung hôm nay em có luôn nha. Em ơi gì vậy con? Con này eo 80 đến 82 mấy chị. Eo 80 đến 82 quần nhung, ống rộng, mông rộng. Con này rất là thích hợp mặt nè chị Ngố Phúc. Lấy thử hai cái mặt đi coi thích hợp không. Mấy con này đẹp lắm. Lấy cho em mã 672.
eo 80 đến 82 luôn nha, con đó mặc 672 giùm em Vi. Trời ơi, hùng nhung mà lưng thun mà lưng cao luôn nha. Rồi con này lưng rộng luôn giùm em nè. Con này dây gút bên trong, hàng hiệu của Uniqlo. Đây mấy chị. Eo của nó là từ 75 đến 81 cm. Con này đo sẵn rồi, hàng của Uni. 672 của cô Xuyên Đặng. 672 lưng, dạ không, 672 lưng cao đó chị. À, rồi em coi lưng cho ha. Rồi, con này trên một ngang tay ha, được chưa? Trên ngang trên rúng một tí. Ok mọi người. Rồi con này nhanh, dây rút nha mọi người, dây rút hàng của Uni. Từ 75 cm cho đến 81 cm đó đo trước rồi. Lấy cho em ở 169 con này đi. Dạ. Ê, 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 ê. Thôi, ngoan mẹ thương. Chút xíu mẹ chơi với con. Sao hồi nãy không lại vô ngủ mà không ngủ nè. Hả? Thích quần nhung hả mà size to à? Em cũng không biết nữa. Đúng là đa số quần nhung size nó khá to. 169 của chị Nguyễn Bằng. Này nè, lưng cao nữa nè mấy chị. Hôm nay đa số là lưng cao không à mọi người. Trên một gang không à mọi người ơi ha. Hôm nay đa số là lưng cao ha. Trên gang không à. 169 em chốt rồi mấy chết. Rồi con này eo 80 á, eo 80-82 á. Lấy cho em Vi mã số 549 đi. 672 con chốt cho cô Xuyên Đặng rồi đó cô ơi. Hai ơi, mấy cái mà eo 80 mấy lên lại cho em, cho chị ngố phút vô chốt không, không được cái nào. Rồi quần nam mấy chị. Quần của nam hả? Nam nữ lên luôn. Nà, nữ thôi, chị ngố phút eo 80 đến 8 mấy á. 82. Rồi để đó cho em đi. Cái gì mà gọi nhỡ hai ba cuộc dữ vậy trời, mà nhá máy không ta? Rồi con này lưng 100 102, lưng gì to dữ vậy ta? Lưng 100 102 để em coi cái. Nè, mấy chị ơi, Formen nè, hàng có thương hiệu nè mọi người. Formen nha mọi người, hàng có thương hiệu. Con này màu ở đó ngoài là màu xanh dương đậm. Trời đã quá à. Lưng 100 102 luôn, siêu mới luôn. Con này thích ghê không? Quần của nam mấy chị, trời 49.000 rẻ quá hả? Lấy cho em mã 133, 49.000 quá rẻ nha. Mã 133 rồi em lên lại mọi người nè. Em có một cái quần size to luôn. Con này nha mấy chị. Con này là lưng 85 lận. Lưng 85 mông 96 đẹp không? Lấy cho em mã 485. Đẹp lắm á mấy chị. Hàng này là quần nhung của Nhật á mọi người. Ví dụ như bây giờ hôm nay em bán giá, mọi người mua thử hai cái mọi người mặc thôi, chứ đâu cần gì nhiều đâu. Mọi người mặc hợp thì lần sau em lại về thêm. Chứ cái này là em về thêm đó. Tại đợt trước em bán 200 con ai cũng feedback tốt hết á. Ai cũng feedback ok hết á. Rồi con này mã 485. Dạ chị Bình Yên đợi em một chút được không ạ? Mã 485 con này nè. Đó, lưng 85 mà mông 96 nó đo sẵn luôn. Đa số là hàng của Nhật hết nha mấy chị. Đa số là hàng của Nhật á. Ôi con này lưng siêu cao luôn nè mọi người đó, thấy không? Lưng cao lắm. Thấy con này lưng cao và to thoải mái luôn. 485 của chế Bình Yên. Rồi con này nè, lưng 86 đó. Lưng 86. Lưng 86 lận hơi bự ha. Lưng 86 cao. Mấy này mới chế cao 1m6 trở lên giùm em. Lấy cho em ở bơi 33. Hàng Nhật quẹo lửa. Rồi con này đẹp nè mọi người. Con này đẹp nè. Con này mà mê không? Con này đã lắm rồi đó. Con đó nè. Con này à, con này nè à, lưng 82 mà dài 69. Form bag ghi chuẩn luôn á. Nè mọi người, form bag ghi chuẩn luôn. Lưng 82 nè mọi người. Lấy cho em mã 931 đi. Ừ, cái đó chắc nam. Lấy cho em mã 931 đi. Chỗ nó nhá máy em ba cuộc luôn á ta. Điên hay gì trời. Hay là không có tiền, hay là hết tiền. Cái quần này siêu đẹp nha mọi người nha. Em mặc nó bự lắm nên là em mà em cố định eo cho mọi người thấy nè. Chỗ nó nhá em thêm cục nữa kìa. Cái gì trời. Đừng nhá bạn ơi. Nè mọi người thấy cái form đẹp không? Em dư khúc eo nè, em phải dịnh lại nè mọi người. Lấy cho em ở 931 đi, lưng 82 đó. Quá đẹp luôn. Con này trời quá sang luôn. Chặn số nó lát hết like mở lại. Hay hay lấy cái số điện thoại hay gọi lại coi cái gì mà nhá máy 4 cuộc hả ta? Có vấn đề gì không? Có vấn đề, có nhá máy. Lấy cho em ở 931 hay là nhá máy muốn phá cái like của tôi. Hình như tôi hơi bị chuyên nghiệp để phá like đó tao ơi. 931 của chị Bình Yên. Vì chuyên nghiệp lắm mấy chị. Em nhà em sử dụng tới 10 cái điện thoại lận. Mấy chị muốn phá khó lắm.
Rồi gọi lại coi. Rồi con này nha, quần tây lưng cao mà cái lưng của nó rộng nha. Rồi con này nha, em nói nè, mọi người cao trên 1m6 giùm em mặc đẹp nha mọi người. 931 của chế Bình Điện hả? Hết tiền thì cũng phải biết chứ nhá, đâu mà tới 4 lần. Đúng rồi, rồi con này eo 90 luôn á, eo 90 luôn, lưng cao giùm em. Mà người cao 1m6 trở lên, 1m6 trở lên lấy cho em mã 08. Rồi em đọc số điện thoại nè. Một thằng con trai nhá nha, không biết shipper hay gì đây. 030837 333 414. Hỏi nó có rảnh không hay là nó hết tiền thì nói, nó bắn tiền cho mẹ. Shipper mà hết tiền là thấy tào lao rồi đó. Trời ơi má ơi, trời đất ơi mấy chị ơi, càng lên càng đẹp nha mọi người. Alo, ủa anh mới gọi số 5 nhá máy 4 lần á, làm cái giống gì mà nhá máy 4 lần. Ủa anh mới nhá máy số 5544 đuôi chứ anh. Eo 76 đến 78. Ủa, con này chị, quá đẹp. Anh bên shipper mà sao anh không có tiền mà nhá máy hoài vậy, nhá 4 cục luôn vậy. Vậy bây giờ lên shop Thảo Vy nè, nói gì nói đi. Trời shipper mà hết tiền trời. Lấy cho em mã 71, eo 76 đến 78, mã 71 con này đẹp nè mọi người, túi hộp á. Thì bây giờ anh nói đi, bây giờ anh nói đi cái đơn hàng nào. Đơn hàng nào, giải quyết luôn. Thu Nguyễn nè, Thu Nguyễn nhắn nè, mang đến mà vẫn thu tiền nè. Rồi, ok, để em kiểm tra lại rồi em chỉnh đơn rồi. Cái gì anh giao cho khách thu không đồng, em chỉnh đơn liền nha. 71, chị Minh Ly Yến. Rồi. Nó kêu nó hết tiền thiệt á ha. Cái gì? Nó kêu nó, thằng shipper nó nói nó hết tiền điện thoại thiệt luôn hả? Đơn này có chuyển khoản rồi. Ủa? Chỉnh rồi mà ta. Rồi, mọi người lưu ý nè. Sẵn tay em nói cho mọi người hiểu cái vấn đề luôn. Shipper này nó kiểu như là nó có vấn đề. Có nghĩa là khi mà shipper thực hiện các cuộc gọi như vậy là nó có thể hiện trên app. Có nghĩa là trên phía công ty nhìn vào là có nghĩa là shipper đã có gọi cho shop rồi. Nhưng mà cái nội dung cuộc gọi nói cái gì thì không có biết. Đơn tương tự nó vẫn sẽ làm như vậy với khách hàng. Ví dụ như gọi cho mấy chị đó là mang tiếng là có thực hiện cuộc gọi, nhưng thực sự cuộc gọi không thành công mà cuộc gọi theo cái kiểu như vậy đó. Thì bây giờ ví dụ như nó gọi cho em 4 cuộc như vậy và nó sẽ báo về công ty là gọi shop không bắt máy. Tương tự nó sẽ làm như vậy với các chế và gọi, và nó sẽ báo về công ty là gọi khách không bắt máy. Cái đó là cái chiêu của shipper để không giao hàng. Nên là mọi người lưu ý. Mấy anh shipper bây giờ làm biến lắm. Em bán hàng 5 năm rồi, mánh của mấy anh shipper em nắm rất là rõ. Ai gì em giao đơn hàng lợi nhiêu đâu mà hả chị? Eo 84. Xem gọi điện được. Eo 84. Trời ơi, nó nói nó giao đơn hàng lợi bao nhiêu đâu mà nó không có tiền gì điện thoại kìa, mọi người thấy chịu nổi không? Ai hả, em xài Excel với cái gì mà về từ mạng nào em mới gọi được đâu. Trời ơi, shipper mà nội thì biết ghi âm lại cho em, xử liền. Mẹ shipper mà còn phân biệt mạng khác nữa, mạng khác mạng gọi không được, tốn tiền nữa kìa. Eo 86 con này nha, trời má ơi luôn, 151 hơn là má ghi âm lại đó, cho nó là mùa dịch này khỏi có công việc để làm luôn á. Trời ác gì má. Nhưng mà nó sẽ nói là khách từ chối đơn đó, nó sẽ tranh thủ nó đi đơn khác theo cái tuyến của nó. Thì số lượng tuy đơn đó tuy nó hủy nó không có tiền nhưng mà nó sẽ đi được số lượng đơn cao hơn. Nó chạy số lượng chứ nó không có chạy theo cái gì, chị hiểu vấn đề không? Rồi lên con này eo 86, 88 luôn. Trời eo bự không vậy ta. Lấy con này cho em Vi mã 943 được chưa? Hôm nay có rất là nhiều vấn đề để nói, gặp đây tự em nói cho mấy chị luôn. Nên là khi mà em giải quyết với khách á, em giải quyết với khách em giải quyết nhiều lắm luôn á. Em giải quyết từ 2-3 hướng. Rồi con này lưng thun nè. Eo 90 á, lưng thun của nam. Con này lưng thun của nam eo 90, cái này được nè chị Minh Ly Yến. Có công an việc làm ổn định mà không bị mất tiền. Con này lưng thun của nam eo 90 nè chị, đẹp nè chị. Túi có dây kéo hàng hiệu nha, để em test hai cái dây kéo luôn. Ủa con này được quá ta. Rồi con này lưng 90 á, dây rút, dây thun lưng thun dây rút. Trời má ơi, đã quá rồi. Rồi nó đo mông là mông 100, trăm mấy nè. Quá đẹp con này. Lấy cho em mã 950. Con này em thấy được ghê luôn á. Được ghê luôn á. Mã
giao lưu cho chị đi nha, chỉnh đơn không đồng rồi đó. Bác ghi chuẩn nè mọi người, bác ghi chuẩn nè, đẹp không? Bác ghi chín tấc. Màu gì? Màu đen chị. Có lấy không chị? Hả? Ừ. Không không không, chồng em không có vừa đâu. Cái lưng nó chín mấy lần, chồng em mặc size 36 lận đó. Cái này eo bự mà. Size 36 lận á, cái đó là size có 33, 34 thôi. Không có vừa. Chín 50 của chế Minh Ly Yến trước ha. Rồi bác ghi nè mấy chị, nhìn bác ghi nè. Con này eo 78 quá hợp lý luôn chị Thành Đồng ơi. Đẹp quá luôn. Lưng rất là cao. Hơn 1,5 gan. Bác ghi eo 78 nha, con này quá tuyệt vời. Rồi mấy chế nhanh tay nhanh chân chốt cho em mã số 111. Con này hàng hiệu của DAKS, có dập logo hiệu. Rồi con này giá trị cao luôn. Nè. Nó dập ngay cái lưng nữa. Còn cái này là cái mạc nó may vô với phần túi. Con này cực kỳ đẹp, cực kỳ giá trị. Con đó mấy chị nên chốt. Ờ mọi người lên quần tây đi ha. Quần tây để có chắc có size nhỏ đó. Mùng Nhung tự nhiên thấy size to không à. Rồi con này lưng dây rút giùm em nha mấy chị. Dây rút ha. 111 siêu phẩm của ai đây? 111 của chị Bánh Xoài ha. Cho em xin số điện thoại địa chỉ sơ cua 111 cho chị Julie Lê. Dạ, mình cho số điện thoại trên line, địa chỉ mình inbox cho em ha. Mình phải làm đầy đủ hai bước nha chị. Tại vì em không có biết được là cái chỗ của mình là địa chỉ ở đâu để mà em có thể giao hàng trong cái thời buổi dịch giả như vậy á. Nên là chị cho em địa chỉ liền để em biết được, em thông báo cho mình luôn là em có giao hàng được hay không. Rồi con này eo 64 coi giãn cho đến dưới 70 á mấy chị. Eo 64 coi giãn đến dưới 70. Lấy siêu phẩm này cho em vi mã M66 nha. Mã M66. Mấy chị cho số điện thoại trên like rồi địa chỉ inbox nha mấy chị. Trời ơi con này em thích không nhận ghê không? Địa chỉ inbox là em không chốt đơn nha chị. Con này giả jean nè. Thích ghê không? Trời ơi má ơi thích quá cái form này, đẹp quá nè, dây rút nè. Sáng nay sơ cua hai con đẹp dữ. Em làm sao không được, em inbox luôn đi. Tùy em mà, nếu em cảm thấy vậy inbox hết cả hai số luôn. Rồi hai vô inbox kiểm tra thông tin luôn. Có gì đâu, chị cho nhân viên vô inbox kiểm tra thông tin. Eo 76 cho đến 80. Lấy con này cho em vi mã 937. Eo 76 80 nha mọi người. Con này lưng cao ghê không? Ôi ôi, đó sẵn eo rồi, mơ hên quá. Eo 68 đến 72. Wow. Con này nó hơi sườn chỗ này chút để em cắt cho. Ít rồi mọi người. Eo 68 đến 72 siêu phẩm nè, lưng cao nè. Lấy con này ơi, cho em vi mã 268, địa chỉ luôn. 931 con chốt cho cô Xuyên Đặng ạ. À. Cho số điện thoại chính xác cho chị. Cho hai số em không biết số nào ấy. Rồi, con này lưng vừa, không cao lắm nha. Con này hơn 1 gan thôi chứ không có cao lắm. Con này hơn 1 gan thôi. Còn khi nào mà cao là 1 gan rưỡi nha mấy chị, con này hơn 1 gan thôi nha. Đó. Nên là ơi mà con này 7 phân á, đẹp lắm. Trời ơi con này đẹp quá, hai nhìn nè. Thích ai dễ thương à. Gửi số điện thoại rồi chị nhận được chưa? Có địa chỉ chưa? Chưa có địa chỉ. À, chị gửi địa chỉ đi. Lên địa chỉ đó. Chứ chị mà không có địa chỉ không có bán đâu. Em đã nói ngay từ đầu rồi, mấy chị đừng có làng ngàn. Em nói sao mấy chị cứ y như vậy. Trước cũng cho sao cũng cho sao. Eo 72. Con này eo 72, 74 mọi người ơi, quá đã nè. Lấy con này cho em vi mã số 84 đi. Đâu cho địa chỉ đâu. Nhìn bóng hay không, nhung hay sọc nhuyễn. Cái à 950 là nhung đen, sọc gân. Gân nhuyễn. Con 950 chị không lấy thì để em sơ cua cho chị. Chứ bây giờ rất là nhiều người lấy con 950 đó chế Minh Ly Yến. 950 đó đẹp lắm á bà, lưng thun á. 84 là chị Khoa Nguyễn Thị lấy rồi, sau lưng hai cái túi ngang đơn giản lắm. Nào mà 84 chị Khoa Nguyễn Thị lấy rồi nè, 84 đẹp lắm. 84 đằng sau hai cái túi nó ngang lắm. Hai túi ngang đơn giản. Sợ nam mặc màu đen thấy yếu yếu hả? Ủa mặc màu đen nó bình thường chứ ta sao yếu ta? Con thì chị cứ quyết định đi ha, chứ đừng có sao la quyết định, em bán không được con đó tội em. Rồi, rồi con này form thun nha mấy chị, vải của nó vải thun ha. Rồi con này nè, eo 78 cho đến 80. Mọi người mặc ở nhà giùm em, đem tính 20.000 cái này thôi. Lấy cho em ở quần 20k. 78, 80.
hai lúc có là mọi người á hả, ấy da con caro này đẹp quá, hôm nay lựa đồ đẹp cho mọi người nè, thích chưa ha ha, túi gì em cũng có đồ đẹp. Nói chung em Vy từng nói với mấy má rồi đó, em mà bán đồ đẹp em thích lắm, mọi người cùng mua đồ đẹp ấy cũng được, không sao hết. Một khi mà em lên là em phải đặt cái vấn đề vấn trọng trọng đề ngày like ngày hôm đó là em làm khác liền. Con này L70 rồi mới chế, lưng không cao lắm nha, lưng không cao lắm nha, đó L70 lưng vừa. Lấy con này cho em Vy mã số A12 đi, quần 20 của chị, của cô Xuyên Đặng. Chị vừa không mà vừa cái gì chế, vừa gì chế đi. Vừa đi cho chị vui. Rồi đây con này quần nhung lưng thun của nữ, hồi nãy ai hỏi em ta, nãy ai hỏi em nè, con này đã đo sẵn rồi, L70 cho đến 77 mọi người, đẹp. Ủa quá nè mọi người, A12 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị trước. Rồi lấy con này cho em Vy mã 520 đây, eo nè, con này là để coi nó nhiêu nè đó, con này nó cỡ 7 tấc rồi mọi người, ống túm 7 tấc lưng cao nè mọi người nhìn nè, em đưa một bên cho mọi người dễ nhìn. Lấy cho em mã 520, hồi đó L70 cho đến 77 á, mã 520 giùm em luôn. Trời ơi quần của nam nè, không mấy để coi đo lưng con này đổi cho chị gì đó đi, con này không có bóng lắm nè, nhưng mà con này trẻ lắm hay. Con này ví dụ như người lớn tuổi bằng đường, cái con này là nam hơi trẻ nè. Cái quần hồi nãy đẹp lắm, cái quần đen này, hồi nãy đẹp lắm đó đâu. Không có bóng đâu. Cái quần hồi nãy mà bóng là chẳng biết. Năm 20 của cô Xuyên Đặng. Bà hai là bà kén lắm á, mà bà kêu sang là mọi người biết rồi đó. Con này đẹp nè, con này trẻ nè, dành cho trai trẻ nè. 86 cho đến 90. Con này hơi nhỏ rồi. Con này 86 90 nhỏ. Con này nhỏ nha, nam mà nam nhỏ nha. 86 90 nam cỡ size 33 đó. 32 33 đó. Lấy cho em Vy mã 83. Mã 83 giùm em. Mọi người ơi, đồ hiệu không à, mọi người nhìn đồ hiệu nè, quần nhung đựng cái bị hiệu quá trời luôn, thích ghê không gì trời. Rồi con này nữ lưng siêu cao luôn. Ôi cái form này nó sang ghê không. Ôi trời ơi con này đẹp quá vậy hai, nhìn nè. Ủa con này nếu mà form nó đẹp hơn á, thằng xịn hơn luôn á. Wow L72 đẹp quá, đẹp quá, em thử nghe. Hôm nay đẹp quá, L72 đẹp quá khoảng trời. Quần hiệu quá mấy chị, nó ghi L68 à. Mà em kéo ra 72 để coi coi em mặc được không. Em mặc hơi kích rồi, chết rồi. Trời đẹp quá mấy chị, em dướng cái quần bên trong quá mấy chế. Con này quần hiệu quá mấy chế. Eo cơ bản của nó có 68 thôi đó. Em mặc hơi kích. Mọi người ơi, trời đẹp quá mọi người ơi, lưng cao đó mọi người, tại cái quần bên trong của em nó cộm dữ quá, đẹp lắm đó. Quần bên trong của em thì nó bự quá, cái này em phải mặc cái quần khác. Rồi lấy đi nha, con này lấy cho em mã 491 L68 đến 72, mã 491 L68 đến 72. Con này quần hiệu nha mọi người, giá trị cao luôn á, mê không. Ôi quần nhung đẹp quá, em lên quần nhung tiếp đi. Trời ơi con này màu nâu bò nè. Oh wow, cái này là gì đây, for men nè, của nam nè nha, hàng của Abino Omo. Đọc sao ra bột giặt luôn. 491 của chị Tâm Như Trần, eo đó 72 hả, nãy em gài vừa đó, eo là 74 76 nên mặt nó hơi kích cái bụng dưới đó, nãy em gài vừa đó. Trời ơi tiếc thì trời, cái quần nó bị lỗi rồi. Cái này con mặc được luôn á. Thấy rõ không? Nè. Cái đó nó bị mòn rồi chế ơi, bị mòn mông rồi. Thôi kiếm cái khác ơi. Sao nãy giờ mấy cái đẹp toàn bị lỗi nhỏ không à, mấy chị thấy em tiếc không? Con này là cô Xuyên Đặng chắc rồi, L80 cho đến 84. Nghe em nói nè, cô Xuyên Đặng chị Ngố Phúc nè, chị Ngố Phúc vô hụt mấy cái luôn á. Nó ghi for men. Con này nó ghi for men nhưng mà L80 84 nữ mình chơi luôn đi mấy chị. Đẹp quá à, con này đâu có dài lắm đâu. Tâm Như Trần hủy phiếu 491 nha. Con này đâu có dài lắm đâu nè. Con này nè mấy người, trời ơi con này quá tay luôn rồi. Nè con này L84 lận. Quá sang luôn, con này cái màu nó sang. Ủa hai nhìn nè hai. Con này mà vô ben như vậy làm sao mà nam được ha. Nam cũng mặc ben được vậy mày con điên. Cái ben con này đẹp quá trời quá đất luôn.
Rồi lấy con này cho em với mã số 532 đi, E80-84. Rất là đẹp. Trời ơi, mới tin. Con này hên quá, hy vọng con này nó không có lỗi nhỏ. Con này nó lỗi nhỏ rồi, con 491 nó lỗi rồi. Nên là em bỏ ra luôn đi, kệ. Mọi người lấy cái quần hôm nay cho nó hoàn hảo đi. Con này không có lỗi gì đâu nghe, mới lắm. Năm 532 của cô Xuyên Đặng. To quá ha mấy chị. Rồi size nhỏ nè. Rồi size nhỏ. Được chưa, con này size nhỏ nè. Mang bốt cổ ngắn lên. Cô Xuyên Đặng cao mà nên thoải mái. Con này L66-68. L66-68 nha. Lưng của nó nè. Lưng của nó lưng vừa ha. Lấy con này cho em Vi mã 960. Lấy cho em Vi mã 960. Hôm nay không có ai mua cho nam á mấy chế. Không ai mua cho nam hết thề. Không ai mua cho nam hết thề. Ôi. Hôm nay chắc cô Xuyên Đặng gom hết quá, sai cô mệt trời. Chị Ngố Phúc ơi, hay nhắn chị Ngố Phúc coi. Hay là chị giận mấy con đầu chốt hụt cái giận hả? Đâu chị. Chị Ngố Phúc mấy con đầu chốt hụt hết trơn luôn. Ngố Phúc mà ai vậy? Hay là chị bận. Con này eo 82-84 eo của bả luôn nè. Bả đi làm tóc rồi. Bả đi làm tóc. Mùa dịch thì làm cho ai má. Thôi con này mọi người nhìn cái form nó sang không? Thôi hôm nay lên cái form nó sang hết. Không ra đường mà mắc cười thôi chứ mấy tiệm làm tóc á. Ta đóng cửa nhưng mà có khách á, khách mình đi bộ tới á. Ta mở cửa ra hí nhìn ra nhìn vô. Vô. Đóng cửa lại. Lùa vô đóng cửa lại hả? Để cho em mở bơi 35. Trời ơi, cái tới. Bả bơi 35 con này đi. Eo 82-84 nha. Con này em thấy nè, mấy chị ví dụ như mấy chị eo nhỏ hơn mấy bà mặc cái nịt ở đây cũng đẹp mà cái form này nó đẹp quá à ha. Form tay giống á mấy chị, nó giống như con mà bò của cô Xuyên Đặng vậy đó. B35 của chị Trần Thủy đẹp, cái form này nó tay lắm, mấy cái form này nó thích ghê lắm kìa. Em là em thấy được rồi đó. Rồi quần này quần nam nè, kiếm cái nam lưng to to ha. Nam này lưng 94 hàng hiệu. Ố là la bán 49.000 rẻ quá, đừng có ai chửi em nha. À, không sao đâu, em thấy là nhỏ. Nè mấy chế. Nam 94 hàng hiệu. Nó đo sẵn rồi mấy chị ơi, đã quá mấy chị ơi. Rồi lấy lưng 90 nam cho em Vi mã số B31. Dạ cái con chị chốt là con form nữ mặc được. Còn con này mới là nam nè. Mã B31 nam lưng 94. Con đó là màu rêu nha mấy chị. Mấy chị thấy rõ màu không? B31 là màu rêu hả? Rồi B31 của chế Minh Ly Yến. Rồi mọi người hôm nay nhẹ nhàng giùm em được không? Hay là mọi người bận? Nhẹ nhàng đó, nói gì đâu. Em sợ em chậm quá mọi người bận á. Trời má ơi mọi người nhìn nè. Con này của Uni nha. Con này của Uni Willow nè. Cái mạc nó hay may cái túi của mấy người ha. Mọi người nè. Con này lưng siêu cao luôn. Con này lưng siêu cao luôn. B31 em chốt hết trơn rồi. Con này lưng 82-84. Nhưng mà nó dài nữa. Con này em nói nghe nè, lưng cao lắm đó nha mấy chị. Nên là mấy chị eo 86 được luôn á nha. Vậy là được rồi. Vừa like vừa nói chuyện với mấy chế ha. Con này lưng cao lắm đó. Nay mà cái quần nó sai quá. Trời ơi con này nó dài mà nó cao nữa nha. Trời ơi, thì thôi con này giống quần của nam quá hay. Nam. Quần nam nha. Tầm size 33 đó mấy chị. Tầm size 33 đó. Nếu mà eo 86, 84, 86. Quần nam size 33. Lưng 86. Mọi người lấy con này cho em Vi mở M87 đi. Được chưa? Quần nam nha. Tầm size 32, 33 của nam á. Này mấy người cao trên mặc được. Trời ơi kiếm cái nữ đi mấy má ơi, rồi siêu phẩm nè, con này siêu phẩm. Ôi đẹp. Hồi hôm nay phong quần này đẹp nè. Ê để coi em bao nhiêu đây. Đẹp quá, 49.000 ghẻ quá hay. Siêu phẩm đây mấy chế, siêu phẩm đây. Siêu phẩm đây. Lưng 70-72. Ôi đẹp quá mấy chị ơi. Ghiền quá mấy chị ơi. Lưng 70-72 nè mấy chị ơi. Trời ơi cái con này nè, em đứng xa cho mọi người. Cái form nó quá đẹp. Lấy liền cho em mã 38. Trời ơi. Đã quá à, mê quá à. Cái quần này mà có 49.000 à. Đó
hôm nay mọi người coi như là mọi người vui vẻ, em cũng vui vẻ nha. Vui vẻ không bạo nha. Em bán em vi bán quá rẻ đó. 38 của chị Minh Ly Yến. Em chốt rồi. Chị Minh Ly Yến ơi, bà hai bà dần dành của chị là chị Minh Ly Yến thôi. Chị Minh Ly sơ cua nha. Chị Minh Ly Yến là chỉ sơ cua thôi. Rồi con này lưng cao mà thun luôn nha mấy chị, lưng 1,5 gan tay em Vi ha, lưng cao mà thun ha. 38 khách chốt hết rồi. Vậy là bây giờ em không lên quần nam nữa mọi người, thấy không? Con này eo 70 coi vậy đến 74. Ai hỏi gì? Ôm. Eo 70 74 ôm, lấy cho em mã E 45. Rồi bây giờ em lên quần nữ ha, cho mấy chị nữ lựa đỡ mất thời gian nha. Đây con này đẹp quá nè. Mê quá mọi người, mấy cái form quần này thích quá. Con này lưng 85 hơi to. Lưng 85 hơi to nhưng mà đẹp. Lưng 85 nè. Đó. Lấy con này cho em Vi mã M23 đi, E45 của chị Minh Lý Yến luôn. Đây, con này màu xanh ha, cái nam cái em bỏ qua ha, cái nữ thì em lấy. Chết rồi, con này nam nè mọi người ơi. Mà đẹp quá à, thôi mình lên đại đi ha. Hàng xịn nè. Nam đẹp là người ta hút à. Rồi, con này hàng hiệu, hàng standby giùm em nha. Hàng standby nó lo lưng 85 rồi má ơi. Má ơi, lưng 85 ai vừa ta. EM23 của chế kim hồng. Ok chị, con đó là quần nữ, con đó chị kim hồng mặc được nè. Còn con này là quần nam, lưng 85 mà quần của nam mấy chế ơi. Nha, con này lưng 85 mà quần của nam, đẹp lắm, đẹp lắm lắm luôn. Rồi lấy cho em Vi mã số 57 đi, lưng 85 quần nam mã 57 nha. Con nó tiếc quá, nó là quần nam. Rồi con này quần nam luôn nè. Ui có thương hiệu không à tao ơi. Có thương hiệu không à? Tại vì khui kiện là phải chịu á mấy chị, khui kiện là phải chịu mấy cái quần này. Nên là thôi hôm nay em bán coi như là có này có kia đi. Rồi con này hàng thương hiệu luôn đó mấy chị. Rồi con này quần nam luôn nha mấy chế nha. Cỡ cái quần nam nó đẹp quá à. M23 em chốt cho chế kim hồng rồi nha. Mấy chế không có mua cho nam hả? Không mấy mấy chế bỏ chút thời gian đo eo đi. Trời má ơi cái gì mà con này. Cái này phải cao 1,75 mới được rồi. Con nó đẹp quá à. Mà nhỏ cái bụng móng bụng bia mà sao vô lưng có 85 mà khùng bụng bia chứ. À, bụng bia cũng nhỏ phải không, ý hai là vậy phải không. Con này lưng 82 84, 57 của chị Trần Thủy. Lưng này lưng nhỏ hơn chút nè, con này 82 nè mấy chị nè. Lấy con này cho em Vi mã số M99 quần nam hiệu nha. Cái này cao 1,75 mới vừa chị ơi, dài lắm. 57 chị Trần Thủy lấy kìa. Rồi con này nữ chắc luôn, bé ghi lên like được bây giờ. Thôi cái quận ta lên like nè. Ừ mất thời gian lắm. Rồi cái này bé ghi nữ chắc luôn nè mấy chị. Cái này là quần chưa mặc luôn á chị Trần Thủy ơi, quần mới luôn á, chưa lên like luôn á. Chị Trần Thủy có lựa cho nam đúng không chị? Con đó đo lo đưng nam đi chị, 85 á chị, 85 86 á. Rồi con này eo 78. Bé ghi eo 78 lưng cao. Đây bác ghi eo 78 hốt nhanh và liền con này mã số 46, bác ghi eo 78 mã số 46. Rồi con này lưng cao luôn nha mấy chị. Con này lưng cao luôn nè, con này lưng cao nè, size to. 46 của cô Xuyên Đặng. Màu này màu em đang cầm là màu rêu. Chào mã dạ. Con này eo 78 80 nè, màu rêu eo 78 80 size L. Lấy con này cho em Vi mã 312. Mọi người có cần em mặc thử con này không chứ đẹp lắm á, nó đẹp lắm. Lấy cho em Vi mã 312. Biết như vậy em mặc cái quần nó gọn hơn chút ha. Có cái quần mặc hoài. Ừ có cái quần mặc hoài, chán ghê. Nhà bán rồi size nhỏ. Mấy tiệm đồ. Size nhỏ nè mọi người. Con này size nhỏ nha, nó cứ trắng trắng thế nào hay kiểu nó bạc hay em cũng không biết nữa mọi người ơi. Mà em vải của nó thì em thấy nó mới lắm, hay là nhung nó như vậy á, em lần đầu tiên khui nguyên kiện nên là em cũng chưa biết, nhưng mà cái vải nó mới lắm, nó không sừ không gì hết. Là con này eo 68, eo 68 mà lấy cho em Vi mã 941 đi, cái 312 của cô Xuyên Đặng ha. Ủa ra phiếu đâu mà ta. Rồi rồi lên nha, tiếp tục lưng cao. Ui con này đẹp quá. Con này đẹp quá, nữ mình chắc luôn nè. Lưng cao ống rộng nữ mình chắc luôn nè mấy chị. Con này eo 80 luôn.
L80, lấy cho em Vi mã E10 đó, màu đen. L80 mã E10 màu đen. Hôm nay chết rồi, lên cái bự bự không luôn. Thật tình mà nói em không có muốn đâu mấy chị. Tại nó bự nhiều chứ bộ. Tính ra là nó bự thiệt á ha. Quần nhung của Nhật mình sao nó bự thiệt. E10 của cô xuyên đặn rồi. Hôm nay là một mình một cõi luôn á cô ơi. Thoải mái luôn. Lựa cái quần mới mới cho cô mặc đẹp ha. Rồi cái con này là lưng 73, mông 97. Lưng 73, mông 97 con này. Lưng em á. Lấy con này cho em Vi mã 88 lưng em nha. Mã 88 lưng em nha. Cô ơi cái túi nó bị xước một chút nè cô. Cái nắp túi nó bị xước một tí nè cô thấy không? À, cái nắp túi nó bị xước nè. À, cô tính con đó 20 ngàn cho cô ha. Rồi. Nãy giờ có quần đen nào em sắp nail 5860 rồi em đẹp dữ người ta không có, chưa có nha. Nãy giờ chưa lên em nhỏ như vậy ha. Rồi con này siêu phẩm. Má ơi nó đẹp dữ vậy, lưng hai nút luôn nè mấy chị. Rồi con này siêu phẩm ống len mà nó dài nữa chứ. Con này dài quá ai bận ta, mà bỏ qua đi. Trời ơi má, bình chấm 20. Gì? 50. Như bình chấm 20 50 là gì má? Cái đó chỉnh ha, chỉnh cô xin đặng. Trời ơi bình chấm 125k dương tính. À cô xin đặng ơi, cô xin đặng tính cái đó 20 ngàn á hai. Chưa? Má ơi bình chánh đó xác mình luôn. Cái này eo 79-80 nè mấy chị. Con này màu nâu bò. Lai quần đó đi em lấy. Dài lắm em ơi. Con nó phải cao 1m65-1m7 mặc mới đẹp em. Con nó ống loe xẻ. Dạ dạ dạ. Ý là con nhắc bà hai chỉnh cái đó 20 ngàn cho cô. Rồi cái này eo 70. Con này đẹp quá nè. Eo 79-80 nè. Lấy cho em Vi mã 226, L79-80 mã 226 màu nâu. Mã 226 màu nâu. Cô chốt. À dạ con biết rồi. 22 ok con lấy cái đó cho cô xuyên đặn đi. 226 cô xuyên đặn, em cao 1m67. Cao 1m67 lần hả? Con này nếu mà có dài quá về chỉnh. Từ từ để coi thử. Lưng con này cao lắm. Lưng con này nè, lưng con này hai gần hai gang tay. Cái ống ở dưới nó hơi bị tư chỉ chút để cắt chỉ nha con, nó bị cắt chỉ thôi chứ không có gì hết. Con này eo to lắm em ơi, eo 60 không vừa đâu. Thôi kệ đo đại đi, ai chốt chốt ha. Con này eo 60 không vừa đâu ha. Rồi con này eo 70 à, con này eo 70 à, form quần đẹp ghê không. Eo 70 lấy mã 92, con nó L70 mã 92 nhưng mà nó dài lắm nha mấy chị, nói trước nha. Rồi quần bóng 226 là cô xuyên đặn rồi chị. Cái này quần bóng body nè, con này nhỏ mà, con này nhỏ nè mấy chị. 92 của chị Bánh Xoài, chị Bánh Xoài lấy trước rồi, sơ cô cho chị tên hỏi là gì ha. Nói chung là mấy chị phải dài, phải gì lắm nha mấy chị, cái quần đó đẹp. Con này L70 luôn, L68-70 luôn. Chị Bảo Vi nhắn kìa, em nhắn chị Bảo Vi chuyển tiền rồi mà chị Bảo Vi nói gì kìa. Em nhắn cho hai rồi đó nha. Con này hàng hiệu của HM. Cái quần này bảo đảm một số hot girl cần. Lấy cho em mã 141 L70 hàng của HM nha. Và con này của Zara Basic Made in Spain. Spain là Tây Ban Nha đó. Đơn trước em gửi chưa chị? Đơn trước của chị, đơn trước thì lên chị gửi. Bảo Vi eo 88 con này size S, M, size 9. Buổi chủ nhật chị nhận 25 cái váy mà có 5 cái bị size S chị không mặc được. Nhà có ai để chia lại, chị gửi lại shop bán giùm lại chị. Lấy cho em mã 940 có nghĩa là 5 cái bị chặt đúng không? Bị chặt eo đúng không? Ừ. Mã 940 con này. Đọc 141 của chị Trang Trần. Chết rồi chị Nhiên Võ, hôm nay mạng không đổ mà Nhiên Võ ta, chị Nhiên Võ yên tâm, em lên hết những gì em có, kiểu gì bà cũng chốt được. Dạ con này lưng bự luôn nè mấy chị ha, con này lưng gự luôn. Hôm nay lưng tám mấy không luôn á tao, em nói thiệt hôm nay lưng tám mấy không luôn. Bà Bảo Vi tên chưa đi mà. Đơn của chị Thị Linh hôm qua gửi chưa hai ơi. L80 cho đến 82 gửi rồi nha. L80-82 lấy mã 45. L80-82 mã 45.
mấy chị ơi, em no, em thông báo lại là từ ngày hôm nay em không có giữ đơn ai nữa hết, trừ đối với những người chuyển khoản. Tại vì chung em ở Sài Gòn, bây giờ em đang là trung tâm dịch, em không biết ngày nào em bị cách ly, em không biết ngày nào em bị rào lại, nên là mọi người làm ơn cho em đi đơn trong ngày nha. Còn nếu mọi người muốn giữ đơn, mọi người chuyển khoản toàn bộ 100% tiền hàng cho em ha. Nhớ giùm em là em không có giữ đơn được đâu. Mọi người á, cũng đừng có liều mạng giữ đơn cho em, khó mà giao lắm, lỡ mà ngày mai em bị rào thì sao. Mọi người không có đồ đẹp mặt đó. Con này eo 78 cho đến 82. Eo 78 cho đến 82. Lấy con này cho em mã 539 đi. Một lát coi quần tây chị Bảo Phi nha. Ừ. Đồng ý đổi năm cái đó cho bả đi. Con mua đồ của mình biết bao nhiêu mà nói. Ý nói mày muốn giải quyết sao mày giải quyết. Ở Sài Gòn mà qua uống cà phê xong lấy năm cái quần về. Bả còn lung đơn á. Hai dịch giả này ai mở cà phê vậy? Nó phong tỏa toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh là không cho tất cả các đơn vị giao hàng ra vô mà chị. Sắp rồi. Nếu mà Bình Chánh mà kiểu này là ngày mai ngày mốt tới liền. Con này lên 85. Nói chung là sẽ có một ngày nào đó em lên và em không bán, mà em chỉ có nói chuyện nhảm thôi là mấy chị biết rồi đó. Em dễ lắm, em cũng sẽ lên mỗi ngày. Em sẽ vẫn cái giữ một cái gì đó thói quen, có thể 9 giờ em lên, 10 giờ em xuống cũng được. Để cho mọi người đừng có cảm giác mà thiếu thốn em, mọi người hiểu không? Eo 85 con này đi ha. Em nam cũng hơi to. Mỗi ngày cho mấy chị á. Lấy cho em mã 933 đi. Lấy cho em mã 933 nam hơi to. Giống như em là người trong nghề em biết nè chị Trang. Có một số nơi á, ngày xưa hôm bây giờ là vì đợt dịch này nè, có một số nơi giao hàng tiết kiệm nó không nhận giao luôn. Nó không nhận luôn. Có nghĩa là nó đơn là nó không nhận luôn á. Thì bây giờ đặt ngược lại là Hồ Chí Minh, thì tất cả ví dụ như các tỉnh muốn giao hàng cho em, giao được không? Nó không nhận giao. Không nhận luôn. Ví dụ như hôm đợt em nhớ nhiều lắm, đợt này mình không nhận chỗ nào ta? Bắc Ninh, Hải Phòng gì đó. Vừa thấy cái chữ đó thôi, vừa vô cái tỉnh đó thôi là đơn giao hàng tiết kiệm, tất cả các đơn hàng giao hàng tiết kiệm Viettel nó không nhận đơn, nó không cho shop lên đơn luôn. Là lấy gì mà giao? Không nhận luôn á. Thì bây giờ ngược lại thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy thôi. Không giao dịch buôn bán được thì nghỉ khỏe, chơi ở nhà chơi với con chứ làm gì. À, cái này quần nam. Quần nam nè mấy chị. Sắp giờ. Bình Chánh mà sáng nay hơn 100k là sắp giờ đó. Rồi con này nha, quần nam mà lưng có 80 à mấy chế ơi. Hôm nay like quần cái size nó khó quá ha. Rồi đây quần nam lưng 80 à, lấy cho em mã 164. Nó size quần nó lỡ nó dài dài nó khó. Tại dù gì nó cũng là hàng của nước ngoài. Mình vẫn hơi khó. Con này dài nha mấy chị mà là quần nữ ha. Dài nhưng mà là quần nữ. Chết Sài Gòn chín em. Nói chung là tranh thủ về cái bà hai bà quắn đít lên bà làm đơn, bà cho đi đơn càng sớm càng tốt, thậm chí là 3 giờ chiều là đi đơn shipper lấy hết rồi. Thế sao bà nghỉ vậy đó, làm đơn càng nhanh càng tốt, quất lẹ. Con này eo 76 mà hơi dài nha mọi người, eo 76 hơi dài, cao trên 1m6 mặc giùm em. Lấy cho em mã 289. Vậy á, nhiều cái á, em không giải quyết kịp cho mấy chị thông cảm. Mấy chị mà kêu chụp chẹp đã để ra sau hết, em giải quyết mấy đơn khác trước. Đúng rồi, mấy bà mà hạch sách là có nói gì kêu em kiểm tra đơn rồi cái quần này như thế nào, kêu là em không có thời gian, tại em còn giải quyết những nhiều, rất là nhiều đơn. Con này lưng 98 100, quần nam lưng 98 100. Lấy cho em mã 914 quần nam lưng 98 100, mã 914 quần tây có chứ, để em lên quần tây cho chứ. Ngày đẹp trời đó, Vy nó lên nó tán dốc, nó không có bán cái nào là mấy chị hiểu rồi đó. Chị hiểu là em nằm trong diện gì rồi đó. Rồi con này nha, con này là quần tây nha. Eo 66 co giãn cho đến 72. Lấy con này cho em Vy mã số 162. Thôi qua lẹ đi mọi người ha. Có quần rộng nữa đó, hôm nay có tất cả các loại quần cần. Cái váy mà biết bao nhiêu tiền trời. 25 cái váy thì coi lại cái đơn 25 cái đó. Eo 64 66. Lấy con này mã số B34.
lưng cao hết á mọi người. Con này lưng cũng vừa, lưng cao nè. Con này quần tây đi làm nè, lưng cao chót vót luôn. Con này lưng to nha, quần tây nữ lưng to. Eo 86, eo 84, 86 lận á. Lấy con này cho em Vi mã số E12, lưng cao, lưng to luôn. Trời, con đó chắc 65kg mặc vừa. 65kg mặc cái quần đó vừa. Rồi, con này lưng thun, lưng cao, dáng baggy nè. Mê à, mê dễ sợ không? Con này đẹp ghê nè. Con này eo 72 cho đến 72 cho đến 76 thôi. Con này lấy cho em Vi mã số 413, eo 72, 76. Quần nhung là đa số nam không ha. Mình lấy quần nữ đây, mình quần tay mình kiếm nè. Trời ơi, con này đẹp ghê chưa? Thôi, con này được ghê mọi người. Eo 67 à. Lưng siêu cao luôn. Mà eo có 67 gì trời. Em Vi cứ thông thả lên size lớn đi, chút vào lại xem size nhỏ. Theo giờ em lên size nhỏ nè trời. Con này lưng siêu cao nha, eo 67 à. Lấy cho em Vi mã số 105. Hôm nay mạng quốc tế có vấn đề rồi. Quay lên. Nhiều người ta coi không được thiệt chứ bộ. Con này lưng nha, 70 cho đến 76 ha mấy chị. Form 9 tấc ha. 70 cho đến 76 form 9 tấc, lấy cho em mã 335. Ôi cái lưng nãy đẹp quá. Mà em 67 không ai lấy vậy trời. Phong này bác ghi lưng cao luôn. Đó, cái con xám đó đó trời. Sao vậy ta? Sao vậy mấy trẻ ơi? Rồi con này lưng cao nữa nè. Lưng cao mà lưng thun nha. Eo của nó là 77 cho đến 80-85. Mà con này mấy chị nè, dưới 60kg thôi, 55kg đến dưới 60kg thôi nha. Lấy cho em mã 082. Thôi là quần nhung. Mình tay sẽ thấy nó không được đẹp ta. Em xem người xào thấy đẹp lắm mà mấy cái đẹp nó mất tiêu hết trơn rồi. Nè con này đẹp nè. Eo 78 cho đến 82 form baggy. Eo 78 nè cho đến 82 form baggy, con này đẹp nè mọi người. Lấy con này cho em Vi mã 220. Lấy cho em Vi mã 220. Con này lưng vừa ha, con này trên một gang tay thôi. Con này trên một gang tay lưng vừa. 335 của chế Chu Ly Lê, 220 của chị Nguyễn Bằng. Con này eo 68-70. Eo 68-70. Lấy cho em Vi con xám này mã M28. Không thấy được ghê á. Mã M28. Hôm nay lên bàn quần hiệu của nam không à. Nè con này quần này của nam nè. Quần này của nam nè. To lắm. 335 nữa hả? 335 là cái xám này em nói đẹp á. Con này quần nam eo 80 cho đến 84. Quần nam eo 80-84 nha. Lấy cái này cho em Vi mã số E43 kiếm đi. Lấy cho em Vi mã E43. Quăng đây hả? Không. Cái đó hư em mới quăng. Em thấy hai quăng cái gì bên đó kìa. Quần nhung nha mấy chị. Quần nhung tính ra eo to quá mấy chế thiệt ha. Quần nhung eo bự bà cố, eo tám mấy không. Phụ kiện nó nhầm vậy thì nó ra vậy chứ bây giờ em Vi không có biết đâu. Con này lưng 88-90. Màu nào vậy chị? 335 là màu xanh đen mà. Đó, có quăng một cái bên đó đó. Rồi, eo 88-90 quần nam. Lấy con này cho em mã 570. Đó, có quăng một cái có kẹp bên đó đó. Quần 335, cái đó cắt được mà. Nó bị sự chút mà mà. Hãy coi chỉnh được không? Con đó chỉnh để em chỉnh lỗi nha. Chế chỉnh lỗi không được em báo ha. Con này hàng của Uni Willow nè. Con này quần của Uni Willow quần nữ. Con này quần nữ nha. Của Uni Willow giùm em nè nha. Để đo eo nhiêu hậy. 84 lận. Quần nữ ha mấy chị. Lưng 84. Lấy cho em Vi mã số C58. Hôm nay tôi like toàn cho khách 65kg không luôn á mấy chị. Em like cho khách 65kg không luôn á. Là quần nữ nè.
này eo 80 cho đến 82. Lấy cho em Vi mã số 200. Eo 80 82 mã 200. Màu xanh quần nam. Dài lắm cho nó chết. Con này nó hơi bạc chút rồi phải. À, kiếm màu đen. Eo nó bự bự không. Con này 88-90 nè. Con này đen mà không gân nha chị. Con này màu đen nha. 88-90 đen mà gân nó không có nhiều. Lấy cho em Vi mã 141. Hôm nay không có nam coi hả ta? Mà nam cứ lỡ lỡ nhỏ nhỏ kiểu này thì chết mẹ rồi. Con này nữ nè. Lưng cao dữ vậy trời. Con này nữ hơi dài nha, hàng hiệu nha. Con này được nè. Eo 80 con này được. Con này được nè cô Xuyên Đặng. 141 của chị Chu Đi Lê. Con này được ghê không? Con này mấy chị, mấy cô cao 1m6 trở lên mặc đẹp. Trời ơi con này đẹp kinh khôn vậy trời. Đẹp chưa? Sơ hơi dài so với MV. Chám góc. Tại vì MV hơi lùn. Tại vì MV có một khúc rồi. Rồi lấy con này cho MV mã 504 đi. Size nó hơi to. 80 đó. Hàng hiệu á mấy chị. Hàng của Cubic gì đó. Mã 504. Hàng của Cubic gì đó mấy chị. Con này mấy cô mà dài đẹp á. Giống như cô Xuyên Đặng. Hôm nay quần form cô không à cô ơi. 504. Con nói là con bảo đảm là cô mặc sang luôn á cô Xuyên Đặng. Ý cái váy nhung mà cái váy nhung này 76, lưng 76 78. Váy nhung nè, lưng 76 78 nè, đẹp không? Váy nhung mà váy nhung body nó mới chết. Lấy cho em mã 916. Váy nhung mã 916 váy nhung. Thiệt á, bự không á. Trời. Rồi. Sao quá tay em thấy con nào cũng chà bá hết trời. 916 của chị Chu Ly Lê. Rồi con này được nè ha ha. Ừ, nữ. Con nãy em thử đẹp quá trời, chị Nguyễn Bằng không thích ha. Chị Nguyễn Bằng được không? Chị Nguyễn Bằng cao bao nhiêu trời? Con này 78-80. Trời ơi má ơi. Nó quay cái camera dữ vậy trời. Rồi con này eo 78-80 luôn nè. Phong này nó không dài lắm, lưng siêu cao. Con này mình cao trung bình 1m55 đến 1m6 mặt bình thường. Eo 78 cho đến 80 lấy cho em mã M4. Eo 78-80 lấy cho em Vi mã M4. Hay lấy thêm quần tay qua giùm em với. Tính ra còn quần nam không mà thôi. Mà vô tình không có đồ nam. Rồi con này 91 nè, hàng hiệu nè. Chị Minh Ly Yến, M4 của chế Chu Ly Lê. Dạ thưa cưng mà Chu Ly Lê dễ sợ. Chị Minh Ly Yến ơi, con này nêu tác nè. Quần nam lưng 91 luôn á chị. Lưng dừa luôn á. Rồi đẹp chưa. Con này là lưng 91 nha chị Minh Ly Yến. Màu nâu ha. Lưng đẹp luôn đó. Lấy cho em Vi mã số 516. Lưng hợp lý luôn. Em thấy nó đo sẵn rồi mà hàng có thương hiệu. Hàng có thương hiệu nêu tác mà. May ra hàng nêu tác không luôn á. Trời nữa nè. Con này chín mấy luôn á trời. Từ từ. 94 mông 104. Con này bỏ bên đây không bỏ. Bên đây hết hàng. Con này mông 94. Lộ lưng 94 mông 104. Lấy cho em mã số 07. Mã 07. 516 chị Chu Ly Lê lấy mất tiêu rồi. Không, 07 của chế Minh Ly Yến. Rồi quần Tây Nam có luôn nè mấy chế. Quần Tây Nam nha. Nhung sọc luôn hen. Con gì chị? Cái con 516 là chị Chu Ly Lê lấy rồi. Con này lưng 90 nè.
Con này quần nam lưng 90 nè. Quần tây nam lưng 90 mã 53. Quần tây nam lưng 90 mã 53 giùm em nha. Rồi, em lên quần tây nữ nha mấy chị. Kiếm quần tây nữ size đẹp cho mọi người ha. Rồi, bắt đầu em lên quần tây nữ, em hết quần nhung rồi. Kiếm quần nữ, quần tây nữ coi có cái gì đẹp không. 53 của chị Thành Đồng. Em chào chị Đào Thủy. Rồi, con này lưng quần tây nè mấy chị. Lưng 82, 84. Lưng 82, 84 quá đẹp. Con này không có quá dài đâu mấy chị. Lưng rất là cao. Lấy lưng cao 82, 84 cho em mã 407. 53 quần tây nam em hết rồi mấy chế. Nó lộn, nó lẫn vô có cái một vậy đó. Chứ em cũng không có nhiều đâu. Rồi con này quần legging nha mấy chị nha. Quần legging nè, không phải dán quần tây nha. Con này chất liệu của nó là thun nhật giùm em nha. Lưng co, lưng to luôn. Con này lưng 94 lận má ơi gì vậy trời. Lấy cho em mã C50. Lưng 94 mã C50. Rồi quần tây nam còn không? Còn nào mấy chị. Còn một cái quần tây nam nữa nè. Còn quần tây nam nữa nè. Để coi lưng bao nhiêu nha. Em lên liên tục mọi người ha. Quần tây nam này lưng 80-82 à mấy chế. Lấy cho em vi mã B77. C50 của chế Đào Thủy. Rồi đây mấy chị. Mấy con này, con này mấy chế cao. Con này nó bị dính đây. Tính ra nó lỗi nhỏ nhỏ nhiều quá không ha. Con này dễ không luôn. Con này giả jean nha mấy chị. Con này quần của nó giả jean thôi nha, nhưng mà vải của nó là vẫn là vải thun nhật nha mấy chị. Eo 90, eo 88 90 đó. Lấy con này cho em vi mã 933. Lấy cho em vi mã 933 giùm em nha. Rồi siêu phẩm đây của mấy chị đây. Quá đẹp. Con này quá đẹp mọi người. Ok nè, con này lưng rất là cao. Con nâu này lưng cao quá đẹp quá. Eo 68 70 quá đẹp luôn. Lấy cho em vi mã 113. Ok nha, lưng cao. Eo 68 70 rất là ok. Rồi một con lưng thun. Một con lưng thun dây rút. Cái vải nó hơi sần, cắt được không? Con này đừng cắt được. Khoan lên. Cái con nâu nó đẹp quá trời mấy chế. Legging lưng cao nè. Lưng cao lắm mọi người. Lưng trên một gan rưỡi tay em luôn á. Con đó cắt xù được nha mấy chị. Rồi con này 74 body. Form legging nha. 74 form quần ôm. Lấy cho em mã 271. Cái con 113 màu nâu đẹp quá trời luôn. Lên cái form em thấy được á. Sao mấy chế không chốt. Sao mấy chế không chốt. Rồi lên lưng cao, legging tiếp tục. Hi hi, con này legging nè. 271 của chị Y Thành Đồng. Con này legging nha mấy chế nha. Eo lưng 74 luôn, 74 76, ôm lắm, lưng cao ôm, vải rất là đẹp. Lấy con này cho em vi mã số 79, con này mấy chế mặc vô mới đẹp nha. Tại vì hôm nay mặc cái quần em không mặc được, con này form đẹp á. Mã 79, eo 74 76. Eo 74 76 mã 79 giùm em. Rồi baggy mà lưng thun nè mấy chế. Lưng thun mà thun phía sau. Con này baggy nha. Lưng cao baggy ha. 79 của chế Julie Lê. Con này 70 cho đến 74. Con này 70 cho đến 74 rồi nha mấy chị. Baggy nha. Baggy nè. Cái đấy nó nằm tuốt ở dưới lận á. Lấy con này cho em vi mã số 103. Lấy cho em mã 103. Ấy cái này nhung nè. Quên nãy có hai con nhung bỏ qua. Trời ơi cái form đẹp má ơi luôn. Thích quá mấy chị ơi, cái form này đẹp ghê chưa? Form nữ mình nè mấy chị. 103 của chị Uli Lê. Chị Đào Thủy ơi. Eo mình bao nhiêu vậy chị? Em có một số cái form lưng 84 đến 86 em lên lại cho mình được không? Quần nhung đẹp lắm, quần nhung lưng 84 86 của nữ đẹp lắm. Con này nha, eo 78. Con này eo 78 quá tuyệt vời. Rồi con này đẹp đi, đẹp lắm luôn á mấy chị.
Công nhận cái quần nhung người ta làm chất lượng ghê, cách nó may nút rồi cách nó này nọ đẹp lắm. Rồi con này nha, nhung trơn không có gân, mã số B34, form lưng cao, eo 78, nhung trơn không gân, mã B34 dùm em, mã B34 dùm em luôn mấy chị. Rồi lưng cao nè, lưng đẹp nè, lưng cao nè mấy chết, lưng siêu cao luôn. Đây cái đáy nó nằm tốt dưới này nha, lưng chội gần 2,5 gan tay con này, tưởng tượng mọi người. Ok chị Đào Thủy, hay cho em coi mấy cái nữ nha ha, nữ 84-86. Rồi con này lưng 70-72, lưng cao nha mọi người nha. Lưng 70-72 lưng cao, quần à, tây. Đúng rồi, lấy cho em mã 81. Hồi nãy ra mấy quần này có bả mà. Không, mới vô à. Chị Đào Thủy mới vô à. Ui cái này giống quần tây nam quá ta. Quần tây nam nha mấy chị nha, quần tây nam size to. Cái con nãy đẹp lắm á chị. Cái con 81 nãy cam kết đẹp luôn mấy chị. Đây. Cái này 86-88 quần nam. 86-88 quần nam, con này quần tây màu xanh dương đen, màu xanh đen. Màu xanh đen nha mấy chị. Con này lấy cho em mã 316, màu xanh đen mã 316, lưng 88-90 luôn á nha. Đây nè chị. Con này quá trời đẹp luôn nè. Ủa con này mới lên mà hả? Lưng 85. Con này đẹp lắm. Ô B334 chốt cho chị cho Ly Lê chưa? Ai à, chốt rồi đó chị. Con này mã 504 nãy con này em mặc rồi nè. Con này lưng 85-86. À, em không biết là chị cao hay là chị chiều cao chị bao nhiêu ta. Con này chị phải cao 1m6 trở lên mới được có chế. Nè, cái form nè, đẹp lắm chế. Lưng 85. Nhưng mà chiều cao là 1m6 trở lên á, còn không thì mắc công mình lên like. Nhưng mà mình thích mình bỏ 10.000 20.000 mình lên like đi, chứ hàng này hàng hiệu đó. Mã của nó là mã 504 ha. Mã 504. Đẹp hết chế. Mã 504 đẹp. Rồi, còn cái quần nhung size nhỏ nè, ai nhào vô. Con này size nhỏ xíu luôn đó. Thơm dữ vậy trời. Lưng 66-68. Lấy cho em mã 948. Cái gì vậy? Quần đen nha. Trời ơi, cái mặt của nó bằng lông ta. Cái mặt của nó lông nha mấy chị. Con này lưng vừa. Lưng vừa đen nhung của nữ mình nè. Lưng vừa của nữ mình bận nè. Nhà con này lưng 84. Lưng 84 màu đen. Lấy cho em vi mã 47. Lưng 84 màu đen mã 47 à, cái này quần nam nè ha. Đây. Rồi con này cũng vậy nè. Con này lưng 85 nè. À lưng 82. Con này lưng 82 mã 164 nè chế. Đào Thủy, con này lưng 82 mã 164 dài quá ha. Phải cao trên 1m6 á mấy chế. Mã 164. Thường người nước ngoài là người ta cao to đen hôi mấy chị. Cao to mà còn đen hôi nữa. Rồi con này lưng 85 màu tím. Màu tím nha, màu ánh tím nha, mã 570. Con này ngắn nè chế. Con này ngắn nè. Con này chỉ cao 1m55 hợp lý nè. Lưng 85. Mã số 570, lưng 85, mã 570 dùm em nha. Lưng cao màu nâu. Con này màu nâu nha, lưng cao nha mấy chế. 570 của chị Đào Thủy. Xem quần tây nam em. Em kiếm cho chế nha. Kiếm cho chế nha. Chứ em vui nữ bà ơi, lâu lâu nó lẫn mấy con nam vô. Con này lưng 76 à. Con này 76 quần nữ nè. Lấy cho em mã C73. 570 tốt chốt chị Đào Thủy ha. Đúng là chị em mình chọn cái con nào ngắn ngắn chút. Rồi. Con này cũng dài luôn á. Con này mặt dài. Con này lưng 82 hơi dài, nữ quần nữ màu nâu mã 200. Lưng 82 hơi dài. Hết rồi đó. Rồi lấy quần kia. Quần kia là không, quần kia là quần ống rộng mình sợ. Con này lưng 85 nè.
dài 76 cm. Con này à, cao 1m55 được, lưng 85, mã số 933, cao 1m55. Bây giờ em đang quần tây mà có quần nam hay không em không biết nghe. Rồi con này quần tây form đẹp ghê không? Con này eo 70, mông 95, dài 74. Trời ơi đã quá. Mọi người, eo 70, mông 95 đổ lại, dài 74 cm. Mã số 533. Trời nó đo sẵn ghi trong mặt vậy cho em phải đỡ. Mã 533 con này lưng cao đó, con đó quần tây nữ, mã 533 lưng cao. 533 lưng cao giùm em nha. Con này nè mấy chị, quần na quần nữ mình nè, con này rộng đẹp nè. Nên chốt đó mấy chị. Con này rộng đẹp quần nữ mình nè mấy chị. Mặc thoải mái, cái form của nó không phải là dáng quần tây. Form của nó không phải là dáng quần tây nha. Eo 80 coi giãn cho tới 86, con này đẹp. Eo 80 86. Lấy con này cho em vi mã số 125. Eo 80 86 mã 125. Rồi lên. Quần tây là đa số quần nữ nha. Đây con này nữ nè, form caro nữ. Size to. Size to. Rồi con này eo 80 coi giãn 86, lưng thun. Eo 80 coi giãn 86, lấy cho em mã 938. Lấy cho em vi mã 938. Lên đồ đẹp cho mấy chứ. Mấy cái con dung bệnh em bỏ qua. Rồi con này size nhỏ. Lưng cao 7 tấc nha. Con này lưng cao 7 tấc, size nhỏ ha. 938 của chị Đào Thủy. Tôi cao 1m65 mà tôi vẫn thích mặt ngắn. Con này eo 70 70 72 à. Con này nhỏ nha. Con này phải dưới 50 kg nha mấy chế. Eo 70 72 nha mấy chế, 50 kg thôi. Lấy cho em mã E14, con nó hơi nhỏ. Mã E14 con đó. Rồi con này quần legging lưng cao luôn. Quần legging lưng cao nha mấy chị. Đó. Kéo cái rèm lại cho nó chói quá hay. Con này eo 64 coi dạng 68 à, size S. Lấy con này cho em vi mã số B47 đi. Eo 64 68 size S mã B47. Rồi con này lưng đẹp nè. Con đây nè. Lưng cao đẹp nè mọi người. 938 em chốt hết trơn rồi. Được nhiều hả? Eo 80 coi giãn đến 86. Con này eo 80 86 giùm em. Lấy con này cho em mã 472. Thôi vừa vừa thôi mấy chị. Tại hôm nay like nó không có lung linh lắm ha. Rồi lên. Trời ơi má ơi đẹp chưa? Nó ra cái quần nam nhiều. Nên là mấy chị xem nó hơi chán đúng không? Eo 74 coi giãn 76. Eo 74 76 con này form 7 tấc lưng cao. Lấy cho em mã 287 đi. Form 7 tấc lưng cao mã 287. Cái form này lưng cũng cao nha mấy chế nhìn nè. Form lưng cao á, quần tây. Con này dán quần tây cái vải của nó sọc quá mấy chị. 287 của chị Thành Đồng. Cái bao áo gió ra giùm ai. Sao hay chở hết được, để ông Giang chở cho. Eo 78. Rồi con này hàng của Pháp mấy chị. Có nút sơ cô luôn, size L. Eo 78. Con này đẹp quá. Con này đẹp lắm luôn đó mấy chị, hàng của Pháp đó. Eo 78 lấy cho em mã C52. Ok chưa? Rồi một em bé ghi tiếp tục nè. Lưng mấy cao. Đây. Con này bé ghi lưng cao nha. Lưng nó cao lắm. Thôi để đó đi. Mấy cái đó em chưa tính. C52 của chị Bánh Xoài. Con này eo 72, 74 lưng cao. Con này đẹp quá nè. Eo 72, 74 lưng cao. Lấy con này cho em vi mã số M34 đi. Lấy cho em vi mã M34 lưng cao. Để chỉnh lại cái camera cho mọi người dễ nhìn. Để thấy nó sao xa quá. Đứng ở đây đi nè. Nó dễ hơn nè. Đó, được rồi đó. M34 của chị Chu Ly Lê. Chị Hoa Nguyễn Thị sau rồi. Từ đem lên hết cho quần tay em còn nhiều á. Quần tay em thấy được á. Con này eo 78 nè.
con này lưng eo 78 nè mấy chế, lưng vừa ha, lưng cũng trên 1,5 gan á, tầm 1,5 gan á. Lấy cho em mã M8, lấy cho em mã M8 rồi một em size lưng thun size L. Con này lưng 77 coi giãn cho tới 84 nghe, con này lưng 77 coi giãn đến 84. Lấy con này cho em mã 514 đi, lấy con đó cho em Vi mã 514 nha. Rồi bác Vi, ôi con này đẹp quá mọi người, con này nhỏ xíu rồi nha, con này nhỏ xíu rồi nha mấy chế, con này nó bị dơ chỗ này một chút ha, mấy chị về chỉnh lại em chút không sao hết. 514 của chế Julie Lê nè. Con này eo 68-70, bác Vi lưng cao eo 68-70. Lấy con này cho em Vi mã 132, lấy cho em mã 132, con nó có chi tất rồi nha mấy chế, mã 132 chi tất nè. Đó anh ơi, ra khinh phụ chị hai giùm em cái anh. Con này, con này form nó sọc sọc nè, cái form quần tay nó sọc sọc, form quần tay đứng nha mấy chứ. Lưng 78-80, form quần tay đứng, lưng 78-80. Lấy cho em mã A14. Rồi con này lét duyên, cái vải của nó mềm mịn lắm, form này nó ngắn nha mấy chế, 7 tấc, cái vải siêu mịn luôn á anh ơi, anh chồng người ta ơi. Rồi con này lưng 64 rồi mấy chế nha, 64-66, lưng cao 7 tấc, 64-66. Con này vải của nó mịn lắm nha, không biết là nó là vải gì vậy thầy. Lấy cho em mã 089 đi, lấy cho em Vi mã 089. Ôi con này siêu được luôn mà nó hơi nhăn nè, hơi nhăn thôi mấy chị, con này đẹp quá, con này hàng hiệu của HM, wow con này đẹp lắm, con này eo nhỏ lắm nha, con này chắc chỉ có thùy linh vừa thôi á, con này là hàng hiệu của HM vải gấm nha mấy chị, có nút sơ cua luôn, con này hàng xịn nè, mà ủi nó xếp ủi thẳng rồi mà xếp nó bị nhăn á. Eo có 60 à, dài 150 nha mấy chị nha, eo có 60 thôi đó, form baggy, con này siêu đẹp luôn, trời ơi con này chuẩn dành cho ai đó luôn mà không biết còn xem hay không mày. Lấy cho em mã 42, săn hàng xịn là phải bỏ thời gian mấy chế ơi, chứ bản thân em cũng không biết nó có cái gì luôn á. Con này nè mấy chị gài cái nút, là mấy chị làm lại cái nút gài cũng được nha, con này form baggy, con bé ghi 7 tấc làm lại cái nút gà một tí. Con đó HM đẹp, con nó đẹp lắm á mấy chị, nhưng mà eo có 60 thôi đó. Rồi con này eo 70 mấy chị, eo 70-72. Lấy con bé ghi này cho em mã 907. Con này màu rêu, eo 70-72 màu rêu. Form 7 tấc ha. Nay chắc nghỉ sớm ha mọi người. Con này eo 78-80, eo 78-80, form ngắn. Lấy cho em mã bơi 48. Con này lưng cao nè, con này eo 78-80, con này được không chị Thành Đồng? Con này em sợ chị hơi gọng á, lưng cao form baggy luôn đó chị, nhưng mà nếu mà eo 80 thì chị hơi gọng á. Con này đẹp lắm đó, con này đẹp nè. Lấy con này cho em Vi mã số 508, bơi 48 chị Julie Lê trước. Con này 508 nè, lưng 78-80, con bé ghi rồi, đây con bé ghi nữa nè mọi người, lưng thun à không, con này được hơn nè, con này được hơn con 508. Chị Thành Đồng bấm à, không mấy em theo em thấy là con 508 nhường lại cho chị Nguyễn Bằng đi, eo 80 nó chuẩn hơn con này nè, con này eo 70 coi giãn đến 76 nè, chị mặc nó vô form hơn. Sao bây giờ mấy chị ý sao? Thôi em đọc mã nha, lấy cho em mã E17, con này eo 70 nè đến 76 nè, con này đẹp ghê. E17, E70-76. Rồi con này là quần thun quá mấy chị, hổ hổ cái dáng quần nè, quần thun Nhật nha mấy chị nha. E17 của chế Julie Lê lấy trước à.
Thì 508 em chốt chị Thành Đồng ha. Từ từ đó tìm thêm ha. Rồi xong. Đúng. Eo này 60 cho đến 68 con này ha. Eo 60 68. Lấy con này cho em Vi mã 527. Eo 60 68 mã 527 giùm em. Rồi, Ngân chia sẻ nha mấy chế ơi, Ngân chia sẻ nha. Hôm nay mình chỉ tới nhiêu đây thôi, mình không phục vụ được nữa đâu. Hàng nó không có được đạt yêu cầu so với Vi ha. Cái kiện này coi như là Vi gãy rồi đó, mấy chị, kiện này coi như em gãy rồi đó. Khui ra khui kiện quần tay nó hên xui lắm mấy chị, bởi vì ít khui rồi vậy đó. Em khui mấy chị ơi, mấy chị chưa thấy đâu, em bỏ kinh khủng lắm á. Dài lên, lưng cao này. Con hay nhìn thấy nó cũng không được mới lắm luôn, bỏ qua luôn đi ha. Để em lựa cái nào đẹp đẹp ra. Trời, con này nhỏ quá, tay chốt không. Quần sọc trắng sao vậy, lấy cho con gái mặc nè. Quần sọc trắng lỡ rồi chị. Nói chung cái quần sọc trắng nó kỳ lắm, nó hơi sù sù, cái vải nó không được mới đâu chứ. Lấy cái khác đi. Rồi con này eo 62, 64 thôi. Eo 62, 64 nè. Lấy con này cho em Vi lưng cao nha. Mã B 25. Rồi đây đây, con này quá đẹp. Con này lưng nó vừa, không cao lắm nha. Con này eo nhỏ nè, mấy chết. Con này đẹp nè. Xe S. Con này eo 63, 64 à. Lưng vừa, eo 63, 64. Lấy cho em mã 248. Để em tìm cho, kèm cho em đang tìm mà. Eo 68 coi dạng đến 72 con này. Đẹp chưa? Lấy con này cho em Vi mã số 453. Eo 68 72 mã 453. Con này lưng 76, lưng cao nè. Không, con này lưng vừa, không cao lắm nha mấy chị. Lưng 76, lưng vừa ha, phong ngắn. Lấy con này cho em Vi mã số 3 đi. 453 của chế Thành Đồng. Chết cha, nó hết giấy mà nãy giờ chưa hết hai nữa mấy chế ơi. Trời ơi, cục giấy của em mà con em nó cắn giống mấy chuột, cắn dễ sợ lắm. Cái chừng nào hai ngày mới phá được rồi. Rồi em trúc hai cái giấy với chị ha. Hai đi công chuyện rồi. Đã đi về rồi. Không có ai thay giấy cho em. Rồi hết cái này là hết rồi đó mấy chị ha. Con này không phải vải quần tây nha mấy chị, nhưng mà cái dáng nó đẹp. 248 của chị Quỳnh Nguyễn. Chị Quỳnh Nguyễn cố gắng chốt em hai con luôn nha chứ. Con này eo 64 coi dạng nó 68 nha. Con này vải nó giống như là kiểu như vải linen vậy, nó không phải vải quần tây. Eo 64 68, lấy con này cho em Vi mã C 54. Mã C 54 giùm em. Con này lưng to quá. Con này lưng to nè, chị Đào Thủy, con này được nè chế, con này em thấy nó sang nè chế. Eo 80 cho đến 82, em thấy nó sang. Eo 80 82. Lấy con này cho em Vi mã số 186. Lấy cho em mã 186 luôn. Lấy cho em Vi mã 186. Mấy cái quần này, cái quần này nó đẹp ghê không, mà nó bị lỗi chút rồi, nhưng mà em thấy nó đẹp, trời ơi nó đẹp ngay. Nó bị lỗi như cái vị trí nhạy cảm không có ghê chứ. Đây, siêu phẩm. Con này lưng vừa,
Con này lưng vừa nè mấy chị. Con này siêu phẩm nè. 186 của chị Đào Thủy. Từ số 3 em bao nhiêu hả? Đây, em cho đo lại cho. Mã số 3 con màu đen này nè. Quên mất tiêu luôn. Eo con này 86 lần chế. Con này 86 lần. Đây con này siêu phẩm nè. Con này em thấy đẹp ghê không? Con này lưng vừa form ôm nha. Con này được nè. Con này dành cho mấy chế size nhỏ nè. Eo 70, eo 70 nha mấy chị. Đó. Lấy con này cho em Vi mã số 49 đi. Mã 49. Con lưng này được không? Trời. Má ơi đẹp quá. Má ơi giờ super. Vậy. Super sáng đi ngang thấy. Chắc em trở về hai ba. Rồi con này lưng 74, coi giãn 76. Con này quá tuyệt vời. 74 76. Lấy con này cho em Vi mã số con 86, con eo 86 là mã số 3 đó chị. Lấy cho em mã 167, con này xin lỗi mấy chị. Eo 74 76 mã 167. Mã 167 eo 74 76 giùm em luôn. Con đó mã số 3 chị Đào Thủy ơi. 167 của chị Nguyễn Bằng. Số 3 của chị Đào Thủy. Chị Kim Hồng sâu rồi chế ơi. Chế Kim Hồng sâu rồi. Chế Kim Hồng lưng nhiêu nói em nghe với. Em tìm cho mấy chế mặt đẹp, mấy chế yên tâm đi. Rồi con này lưng cao, eo nhỏ nè mọi người. Mấy chị eo 64 đẹp quá chị. Chị gì ta? Chị Quỳnh. Con này chị lấy đi đẹp lắm. Lưng cao siêu cao luôn. Eo 64 chị mặc trên rúng rất là đẹp. Lấy con này cho em Vi mã số 949. Mấy chị lấy đi, không lấy em để cho chị Nhiên Quỳnh này nha. Chị Nhiên Võ ha. Chị Nhiên Võ eo 64. Chị Nhiên Võ eo 64 là đã ghiền lắm nè. Ôi bị ẩn comment nè. Chị Kim Ngân Trần ơi, sao ẩn là sao ta? Em thấy chị Kim Ngân Trần nói gì mà. Chị Kim Ngân Trần vừa hỏi là có form baggy hay không á, đúng không? Trời ơi con này to quá mọi người ơi. Trời ơi, con này chắc chín mấy luôn á, con này chắc nữ chín mấy luôn á. Trời ơi sao vậy ta? Quần giống như quần à. Rồi đây nữa nè. Con này lên like được giùm em nha. Con này đẹp quá. Con này lên like giùm em đi nè. Rồi cái con nâu có để riêng được cho chị Nhiên Võ đó. Lưng trên rúng 64 đó. Rồi con này eo 78. Con này eo 78 nè. Đẹp chưa. Mã số 70. Từ nha để kiếm nha. Chị Kim Hồng với chị gì đúng không. Rồi đây con này cho mấy chị. Con này size to nè. Nó đo sẵn 94 luôn á trời. Gì vậy trời. Con này 94 luôn á mấy chị ơi. Em đo lại coi 94 là chiều dài hay là không. Con này 84 nè. 84, 86 84, 86 nha mấy chế. Đẹp chưa. Quần nữ mình nè. Lấy cho em Vi mảnh 75. 84, 86, mã 75 mình lấy được nè mấy chế, mã 75. Con này lưng cao nè mấy chế. 75 của chị Đào Thủy. Nè mấy Thảo chị chỉ cho nè. Cái chìa khóa chị để trên này nè, lại chị chỉ cho. Chìa khóa chị để trên cái góc đó thấy không? Đó, ừ em lấy chìa khóa mở tủ được. Rồi con này 64 lưng cao luôn nè. Lấy con này cho em Vi mã C38. 64 lưng cao mã C38 nha. Hồ ha ha bác ghi nè. Ổn nha. Hồi nãy coi con này lưng bao nhiêu đã. Con này lưng 76 coi dạng đến 80 à. Lưng 76 80 lấy cho em mã B21. B21. Bác ghi eo to nè mấy chị. Con này eo to nè mấy chị nè. Con này eo 84 86.
L84-86. Lấy con này cho em Vi mã C78-B21 của cô Xuyên Đặng. C78 dây rút nha mấy chị, eo to, eo của mấy chị đó mấy chị. Form con này hơi dài một chút nha. C78 của chế Đào Thủy. Chị Kim Hồng sau rồi, chị Kim Hồng chưa lựa thêm được hả ta? Con này lưng 72-74. Con này lưng cao 72-74 form Becky nè. Lấy cho em Vi mã số 196. Em like hết nè, em nghỉ nha mấy chế, coi như hôm nay nghỉ sớm ha. Hàng em lựa được có nhiêu đây vậy? Rồi con này hàng của Gu size S. Hàng của Gu size S nè. Trời ơi ai size S đâu, eo 60 cho đến 64. Hàng của Gu size S, lấy cho em mã 939 nha. Rồi lựa được 3 cái cho bà nhân giỏ luôn. Gửi cho bà nhân giỏ luôn. Sao sao ha, em cũng thấy nó hơi cũ. Cô Xuyên Đặng ơi, cái đó cô đừng lấy cái quả tiết á, con thấy nó hơi khác màu chứ. Có ai thấy Vi bán đồ không? Trời mẹ ơi. Rồi con này Uniqlo eo 60 cho đến 64 form legging. Quá tuyệt vời. À eo 60 cho đến 66 con đã bỏ đi. B21 con bỏ cho cô Xuyên Đặng. 939 của chị Quỳnh Nguyễn. Mấy chị, con này mấy chị lấy đi. Vô tình mấy chị có coi, mấy chị lấy đi. Con này của Uniqlo, form legging lưng cao, eo 60 cho đến 66. Rất là đáng tiền. Con này đáng tiền, được đó. Rồi mã số 406. Đó, em thấy con nó đẹp đó. Rồi, con 939 thả xuống chị Quỳnh Nguyễn nè. Gì ra 2-3 phiếu nữa. Rồi một con lưng cao form nhỏ nữa nè mấy chị. Ok con. Rồi con này 64 cho đến là 66 cho đến 68. Lấy cho em mã 284. Lấy cho em mã 284 nha. 64 cho đến 68, mã 284. Đây. 406 lưng dây kéo à, để em xem lại. Ủa cái đó form legging làm sao dây kéo được chứ? Form legging thì mặc bình thường chị, không dây kéo, không gài, không gì hết. Chồng vô form legging mà dây kéo thì kỳ lắm chứ, tại vì nó body mà. Form 06 là form quần legging chết nha, form quần body ha. Còn dây kéo là cái form quần này nè. Đây form quần dây kéo nè. Đó, con này eo 60 chuẩn. Eo 60 chuẩn form quần dây kéo mà bà có vừa đâu. Lấy cho em mã A. E3. Ngày mai em lên áo gió nha mấy chị. Con kiện lên không đủ hả? Con kiện lên lỡ cỡ. Tìm giúp chị eo 86 đi hông to. Dạ em có nhiều lắm, để em tìm cho chế. Chế Kim Hồng ở lại với em chút xíu nha chế. Em tìm mình mặc đẹp ha. Tính ra giá nó rẻ quá, mọi người mua mặc cho nó đẹp. Tiết kiệm được nhiều thứ tiền mua đồ lắm mấy chị. Mà 406 kiều nương chốt rồi kìa. Rồi con này lưng 74-76 đẹp nè chị Thành Đồng. Chị Julie Lê. Lưng 74-76. Lấy cho em mã 535. Để em chút xíu nha chị. Mã 535. Ui con dây kéo Becky nè. Con này quá đẹp. Con này quá đẹp mọi người ơi. Hàng của Uniqlo eo 60 cho đến 66. Con này lấy đi chị nè. Đó form lưng dây kéo Becky 7 tấc. Eo 64 cho đến 66. Lấy con này cho em Vi mã số 105. 535 của chị Thành Đồng. Không mai, mai chắc nghỉ á mấy chị. Mai nghỉ ngày luôn ha. Mai off ha, mai off. Để cho nó thư thả. Bữa giờ làm tới tấp luôn, chết luôn á. Làm cái à đây con này được nè chị Kim Hồng. Con này quá đẹp nè chị Kim Hồng. Đẹp nè, he he. 105 của chị Nguyễn Thành Đồng trước rồi. 105 chị Nguyễn Thành Đồng lấy trước rồi. Mua cho bé hả chế. Con này eo 80 cho đến 86 nha, mông thoải mái lắm chị. Con này là cái vải của nó có độ co giãn. Lấy cho em Vi mã 403, cái vải nó có độ co giãn mã 403 nha. Cái vải của nó có độ co giãn mã 403. Đây nè.
tay đây nữa nè, size nhỏ nữa nè, form baggy nữa nè. Con này được ghê không, để em đo eo cho mấy chế. Con này lưng cao lắm đó mấy chế, lưng cao lắm á, mà cái quần nó hơi dài nha. 403 của cô Xuyên Đặng. Cô Xuyên Đặng trước chị Nguyễn Bằng sao mất rồi. Rồi con này đi, lưng 68 à, lưng 68. Lấy con này cho em hơi dài nha mấy chị, lưng 68, mấy chị cao 1m6 mặt đẹp. Lấy cho em mã 321. Lấy cho em Vi mã 321. Em có quần ống rộng nữa đó, tính là quần ống rộng đẹp hơn ha. Gì đó, gì đó. Rồi trời, hàng uni nữa nè. Lưng 70 cho đến 75. Ha. Hàng uni nha mấy chị, lưng 70 75 giùm em nha, đẹp chưa? Lấy con này cho em Vi mã số 710. 321 của bánh xoài. 710 đẹp tuyệt vời. Lấy đi mấy chị, em đang lựa hơn trong khả năng của em đó mấy chú ấy. Rồi siêu phẩm baggy. Trời con này đẹp lắm. Trời mấy chị tưởng tượng dáng con này nha. Con này chắc trên 2 gang tay em á, từ đũng quần lên lưng á, 2 gang tay em đó. 710 của chị Nguyễn Thành Đồng. Trời ơi con này đẹp kinh hồn. Eo 64. Trời đất ơi, đẹp quá má ơi. Đẹp lắm, dây kéo bên hông. Nè, dây kéo bên hông. Con này đẹp lắm, không có thử được. Eo 64 rồi tôi không vô. Rất là đẹp nha. Lấy cho em mã E 48, eo 64 mã E 48. Rồi một con lưng vừa. Không, con này cũng cao chót vót cái trời đất ơi. Con này gan rưỡi tay em ha, cao vừa thôi chứ không cao lắm. Con này một gan rưỡi tay em, cao vừa. Còn con nãy là hai gan luôn á, con nãy mặc maximum luôn á. Con này lưng 66, lưng 66. Lấy cho em mã 173. E48 của chế Quỳnh Nguyễn. Trời con này đẹp lắm chế ơi, đẹp lắm. Form vô được hết chị. Form em nghĩ chị vô ok đó. Rồi lên. Lưng cao nè. Ố là lạ ha ha. Trời coi lưng cao nè. Hàng của Uni, lưng 82. Hàng của Uni Willo, lưng 82 siêu phẩm rồi. Em bảo đảm mấy chị ân liền, mã SB36, hàng của Uni Willo, lưng 82. Đẹp quá. Đẹp quá đi ha. Rồi. Trời ơi em vẫn chưa lựa được cho chị gì ta. Rồi dây kéo này chế lưng 66-70. Con này dây kéo ha, lưng 66-70. Cái vải quá đẹp, cái vải là vải linen. B36 của chị Đào Thủy trước. Lưng nè, gan rưỡi tay hơn chưa. Đẹp lắm, to lắm á, dài lắm á. Rồi quên, dài lắm á, lưng cao lắm á. A66-70 hàng của Uni. Mời không, cái vải của nó đẹp. Vải mọi người nhìn cận màn hình, vải em thấy được ghê, màu đen. 66-70 nha, lấy cho em mã 287. Ok lắm lắm luôn mã 287. Rồi chị đã, chị Kim Hồng ơi, em lên thêm đồ nữ eo 80 trở lên ha, còn hàng chính thức em hết ha. Rồi con này nữ nè, 85 á chị, mông to thoải mái nha. Để em coi lại cho. Con này nè, mông nó to là đo trên 100 á, ha, đó, dưới 100 chứ quên. Con này 85 nè chị Kim Hồng, chị Đào Thủy. Con này 85-86 mã 082. Lưng 85-86 mã 082. Con này em đo hơi to đó. Con này hàng của Zara Basic size L. Nè hàng của Zara nè mấy chị. Đó hàng của Zara mọi người thấy không, đã không. Size L 86-88. Con này hơi rộng á. Lấy cho em mã 940. 082 của chị Kim Hồng. À con này quần nam, em thấy mấy cái quần nam đẹp quá à. Bỏ qua hết luôn á, em lên thử coi có ai ưng không. Cái quần nam eo ta 940 của chị Đào Thủy. Chị Đào Thủy trước rồi. Ở à, đây nè mấy chị, con này quần nam là 88-90. Con này quần nam, quần nam nha, quần nhung nam ta, lưng 88-90. Lấy cho em mã số 83. Con nó nữ mặc được không ta? Con đó nữ mặc nhưng mà hơi dài á. Con đó nếu mấy chị mặc nữ mặc thì mấy chị mặc hơi dài đó mới chết. Thường á là nữ mặc nam được nhưng mà nam mặc nữ không được. À. Rồi đây đây con này được nè chị nè. Con này được ghê không, nhưng mà nó dài luôn rồi. Nha, chị có chị Kim Hồng á, chị Kim Hồng cao mét nhiêu chế? Chị Đào. Hả? Chị Đào Thủy thì chắc hơi dài đó.
Con này lưng 86, 88 này, nhưng mà phải cao 1m6 trở lên mới được. Lấy cho em mã 08 nha. Đó, em thấy cái nào nó dài là em nói nha mấy bạn. Rồi đây đây. Con này quần nữ nè. Con này quần nữ nè, mà phải cao trên 1m6 luôn. Nha. Mã con này nó có đo lưng chưa thầy? 88. 88, lưng 88 nha, nhưng mà cao trên 1m6 luôn. Lấy cho em mã số 943, con này đẹp, con này đẹp nha. Con này đẹp mã 943 giùm em, lưng 88 đó, 08 của chế kim hồng. Em coi cái con này ra nãy em quăng con này lên em không lên nè. Con này quá to luôn á. Con này to lắm. Con này là trời ơi má ơi, mẹ số đo 112 đến 118 eo, 154 đến 162 mông. Trời ơi, chắc dành cho ai mà 70kg, 80kg. Cái này là may riêng cho ai 80kg á mấy chị, 75, 80kg mà nữ á nha. 943 của chế kim hồng. Xã 105 chị sợ bé. Trời, tôi chán mà ghê. Con 105 là mấy ai? Bà bé chọn đó. Trời, chị Thành Đồng. Đúng rồi. Để em chọn lại cho. Bà em lại tưởng bà chốt cho con bà nên em không nói gì. Nó bé quá. Nó chốt cho bé. Là 105 em chốt lại cho chị Trang Trần nha. Chị Trang Trần lưng ta 65 ta mặt nè. Lưng bà. Rồi. Chuyển qua cho còn không? Có cái quần không? Mới đây mà chốt nha, kiếm rồi. Chuyển quần đi. Chị Trang Trần ơi, mình lấy 105 nha. Lưng ta chen lưng người ta 65 ta bận đó bà. Khổ bà ghê. Bà Trang ơi, bà Trang Trần còn đó không? Bà Trang Trần ơi, em có mấy cái size nhỏ nè. Bé chị mặc 70. Chị Trang Trần. Chị vô sau đúng không? Chị mới vô lại đúng không? Trời ơi, hấu hấu hấu. Chị Kim Hồng với chị Đào Thủy lựa thêm không? Biết sao không? Em chỉ kêu hai chị này thôi à. À, chị Nhiên Võ vô ha. Đây. Em để riêng cho bà, em rất là thương bà Trang Trần với bà Nhiên Võ nhìn nè. Hai bà lưng 65 nè. Thì em biết là bà chị mặc 76, 78 chị có nói với em rồi. Con này là 64 lưng siêu cao. Đẹp chưa? Like quần nó bị. À cái này mấy chị lên like hay thả like xuống được nha. Đó. Mã số 949. Lưng cao, mã 949. 64 chuẩn luôn á. Rồi con này. Con này là con này nó size S nhỏ xíu. Con này để đo lại, con này có 60 à. Mã C38, con này có 60 à, mã C38. Trời mấy con 60 luôn á ta ơi. Con này 60 luôn nè. Ừ, đợi chút. Con này được nhiêu? À đây. Con này của Uni Willow nè chị. 60-68 legging ưng liền mã 406. Em là em ưng lắm á, nhưng mà em không có vừa. Con này là của Uni Willow, quần legging 9 tấc, eo 64 đến eo 60 đến 66, chị Nhiên Võ mã 406. Tuyệt vời luôn á. Con này tuyệt vời luôn á. Con đó là em thấy là tuyệt vời luôn con này. Con này lưng vừa, không cao lắm. Con này lưng không cao lắm. Con này tầm gan rưỡi. Con này tầm gan rưỡi. Còn con nãy em dơ cho chị á, con 4949 là cao lắm á. 406 của chế Nhiên Võ nè. Con này cũng trên rúng nha chế nha. Lưng 66 trên rúng. Đẹp. Đó. Con này mã số 173. Lưng 66 trên rúng mã 173. 406 chị Nhiên Võ lấy là 406 mới tin nè chị. Nó đâu có cũ gì đâu. Em cho mình. Nhưng mà chị Nhiên Võ lấy là 406 mới tin nè. 406 em thấy nó bình thường mà ta. Nè, cái lưng quần này nó mới tinh nè, chị nhìn kỹ nè. 406 nó đâu có bị gì đâu. Màu đen là dễ nhìn ra nhất. Nếu màu đen bị cũ là dễ nhìn ra nhất. Nè, cái đũng quần nè, mới tinh nè nè. Mình nhìn cái đáy của nó nữa. Đó, cái đáy của nó ok. Mà người ta lấy mất tiêu rồi. 173 của chị Nhiên Võ kêu bà lái rồi, chịu. Dạ, con này lưng cao nè, đó. Con này lưng cao nè, eo từ 60 cho đến 66 chị. Mã số 284 con đó. Đó em chừa cho chế mà chị Trang Trần chắc đi ra rồi. 173 đâu? Mỗi ba mới thảy xuống đó hả? Mỗi ba cái màu xám.
à, chị Kim Hồng với chị Đào Thủy lựa thêm không, lựa thêm em lên. À, sở dĩ em kêu bà Kim Hồng với bà Đào Thủy là tại vì em chỉ còn eo tám mấy. Em nhỏ là dính chậm. Màu quần nhung á. Quần nhung eo nhỏ hả? Đủ thứ eo nhỏ không á? Chị 406 chị Quỳnh Nguyễn có lấy không chị? Chị có lấy cái quần legging đó không? Chị Đào Thủy cười. Thì em khui kiện bà nhầm ra kiện chứ bây giờ em đâu có biết nên tính làm sao. Rứa rồi cười rồi có lên không? Không lên thôi, em đi ăn cơm mà. Rồi lên đi để kiếm cái quần đẹp. Tính ra 49.000 à. Rồi cho em xin mấy cái quần lớn đi ha. Lớn nha. Sai lớn hả? À. Nam hả? Nữ. Không, nữ nãy đưa cho mày hết rồi. Trộn vô đây hết rồi, chưa xin ra. Là không còn nữa phải không? Hai chồng hai xếp gọn là không còn nữa phải. Cái này là nam bự mà cũng chắc cũng nữ mặc được á. Thì coi em coi. Đưa cái chồng bự đó lên, chồng nó cỡ 20 cái chứ mấy qua nhanh mà. Có lấy 406. Lựa vài cái cho có thôi hả dạ. Dạ, nhưng mà cái form nó đẹp lắm đó mấy má. Con này cái form nó đẹp á. Con này nè, không có bị dài nè. Con này nè mấy chị. Đó, con này là tầm là bé 6 form em nè. Ờ, chị 406 chuyển qua cho chị Quỳnh Nguyễn đi. Chị Nhiên Võ nhường. Rồi. Thủy 406 chị Nhiên Võ giúp em. Con này lưng 90, 91. Con này quần nam nữ bận được. Nhưng mà thôi nam đi mấy chị, 90, 91 đó. Sao bà mấy chị bà lấy cái đi nè. Mã M 11. Quần á, quần nam 90, 91. Kiếm quần nữ cho bận. Chờ con này. Con này lưng 84 à. Để em coi cho mấy chế. Mã C 58 ha. Lưng 84 nha mấy chị. Con này lưng cao á. Nè em sắp được lên tới đây nè. Cao hơn cái quần của em luôn đó mấy chị. Rồi, form vô cho form. Hình như nãy cái này em có thử rồi thì phải. Đó. Lưng 84. Mã C 58. Em thấy được á. Và cái 406 chú với chị Quỳnh nha, bao mới chế ơi, yên tâm đi, con 406 em coi kỹ lắm rồi. Chị không chắc chắn gì mà đã nhường nữa chứ. Đâu, là sao chị Quỳnh Nguyễn nói lấy mà. Quý đó là bà sợ cũ. Thì bà hỏi lại thôi, mình trả lời rồi là đồng ý lấy mà. Con này đẹp. Để coi lưng nhiêu. Con này quá đẹp luôn á. Lưng 80 à. Lưng 80, 82 à. Đừng có hỏi tao gì nha. Ủa hay tự nói với em mà hỏi hay gì đâu. Con này chỉ có 80, 82 thôi nha mấy chị. Nếu mà nam thì nhỏ quá đúng không. Con này là màu xám tro. Con này màu xám cho. Đó. Lưng có 80, 82 thôi. Hơi bị được luôn á. À, cái này mấy chị gài vô cho nó đỡ bỡ. Em mặc cũng muốn vừa luôn nè. Tại em có hai cái quần. Đó. Lưng 82, 84. À quên, lưng 80, 82 vừa đó. Vừa dặn luôn á. Mã E 43. Con này chị Đào Thủy mặc thử đi, đẹp nè chị. Đẹp á. Ví dụ như lưng chị 84, 86 chị hóp bụng chút xíu là nó vô cái form đẹp. Ví dụ như cơ bự hơn 2 xăng cũng được. Mặc cho nó vừa ôm. Mã E 43. Mấy con này quần nam. Không ai lấy quần nam phải không? Coi lại thử mấy cái quần nam này đẹp quá trời nè. 80 cái. Má ơi. Con này quần nam lưng 82, 84 à. Mã M 99. Rồi, đó, sắp xếp là vừa đó. Quần nam chắc luôn á ta ơi, nó dài. Má ơi luôn. Eo 86, 88, mã M 87 quần nam.
rồi. Còn quần nam nhiều á, con này 88. Quần nam 88 mã số B 33. Hôm nay không có ai mua cho chồng hết trời ơi. Rồi không ai mua cho chồng quá không? Còn hai cái quần nam mà sao quần hơn. Rồi hết rồi, còn quần nam đẹp không mà mấy chị. Quần nữ nó em lên nó trung bình là nó bự. Thế nên nó bự nhiều quá. Rồi off nha. Rồi hôm nay là ế kỹ lụ luôn á. Hôm nay là tâm lý em nó không có vững. Rồi bye bye mấy chế. Hẹn gặp mấy chế vào ngày mốt.